Xíu nữa mấy đứa ra đứng là ghét thì cái chứ. Đi vô cái ghét thì cái chứ. Đi vô vậy đó. Đi ờ vô nói vậy đó. Cái đứa ra nó cào đi nó cào vô. Tôi có làm gì đâu mấy người ghét tôi vậy. Tôi tới tôi lấy hàng rồi tôi đi thôi chứ tôi làm gì mấy người đâu mấy người. Nói vậy. Dạ lên cho họ tôi xíu hỏi của chị xin mang không chị. Dạ em sắp xin cái nhé chị gì đặt cái này là được cái kệ hỏi chị mua. Cái bộ tay này lùng ta. Có cái cái này hát karaoke mà hợp lý lắm. Thiệt. Lý do mấy chị đó. Tớ hát thử mấy rồi chị, hợp lý. Mấy chị bỏ 50 ngàn ra mà mấy chị này đỡ đau nhất mỏi của nè. Mấy chị thử mấy chị làm đây. Mấy chị coi thử đây là hai cái cấp ba ba chị làm ba đây bác sĩ là hết trăm. Hôm nay mua cái đây đó. Đỡ đau ba. Dẫn cái từ ngày mà hồi xưa nghe mấy người đau xuống hai cái cổ này nè. Rồi hello mọi người. Trời ơi hôm nay em nói với chị nha, hàng cực đỉnh luôn mấy bà ơi. Mà đặc biệt có một cái mẫu siêu phẩm nha, là từ 3 tháng 4 tháng nay là từ dịch tới giờ không về mấy chị. Biết là gì không? Đồ ngủ sexy dây. Trời ơi nó đỉnh lắm. Hôm nay vôn có lụa có. Đẹp lắm, nói chung hàng hôm nay cực đẹp luôn á mấy bà. Tại vì cái xưởng mồ khi em đi bán á, là Sài Gòn đang hoạt động lại rồi á. Nên là rất là đầy đủ tiện nghi, mua hàng cấp kiểu với mấy chị được luôn ha. Nên là từ đây trở về sau thì nói chung là hàng đủ mẫu đủ kiểu luôn rồi đó mấy chị. Và từ từ ha, từ từ cái xưởng mà quần ring quần này kia về nữa thì thôi rồi. Đầy đủ hàng luôn á mấy chị ơi, đỉnh lắm. Rồi mấy tình yêu ơi, tương tác với em chia sẻ bài nhiệt tình giùm em nha. Cái bộ dây ngủ sexy mấy chị nó đẹp mà nó rẻ. Quá xịn sò luôn mấy má ơi. Hàng của chị Hăng Di là chắc đi rồi đó chị. Tại vì chốt đơn là đi rồi đó chị nha. Mọi người ha, bộ đông mai em có nhiều lắm. Bộ đông mai em có nhiều mẫu lắm mấy chị, like hàng luôn nha mấy bà.
Đầm Đông An có bán không? Đầm gì ba ơi, cái đồ bộ người ta. Bộ bà ơi. Rồi tiếp nha mấy chị, lấy áo khoác cho mấy chị mua trước nha. Tại vì mấy chị hôm qua giờ hỏi nhiều lắm. Cái này là ri mới cho em luôn nè. Mấy chị tương tác chia sẻ bài giùm em với ha. Nè. Đẹp chưa mấy chị? Adidas theo giùm em luôn nha, dây kéo cổ cao. Giá không đổi 80 ngàn. Rồi chốt giùm em luôn là hồng 80. Về nữa. Rồi cái này chốt giùm em. Hồng 80 cho em luôn mấy chị ơi, dưới 58kg giùm em nha. Nè. Hàng theo đỉnh lắm, áo khoác này là cực đỉnh luôn á. Lên cho em luôn là hồng 80 ha, dưới 58kg. Hồng 80 cho nhiều như Quỳnh em chừa rồi. Rồi đẹp, áo khoác đẹp lắm, nói chung là về cái lô nào là hết lô đó đó. Mấy chị. Rồi hồng 80 luôn cho chị Kim Như Nguyễn Thị. Rồi cái này chốt giùm em luôn là đen 80. Trời ơi. Đen 80 gặp bà Nhi toàn hàng đẹp. Không có túi trong đâu chị. Rồi lên cho em luôn là đen 80. Đen 80 giùm em luôn với 57kg. Đen 80 với 57kg. Sĩ bắt giùm em đi chị ơi. Rồi cái này chốt giùm em luôn đỏ. Đỏ cho em luôn 80 với chị với 57kg giùm em ha. Đỏ 80 với 57kg với chị, dây kéo đẹp cổ cao. Đỏ 80, đỏ 80 với 57kg. Đen 80 trên tinh mùa lên số đi chị. Kim Như Nguyễn Thị lên số đi chị ơi. Chung áo khoác bán đắt lắm mấy chị. Đây. Rồi tiếp giùm em luôn là kem 80 với 57kg. Kem 80 với 57kg, hay lấy kem chút kem. Nói chung là bên em áo khoác là hàng theo hết á. Tinh Bùi Kim Như Nguyễn Thị đến số chị ơi. Nói chung là bên em là bán áo khoác là hàng theo hết nha mấy chị. Không có bán ba cái hàng dán in đâu nha. Hàng theo hết. Rồi tiếp giùm em luôn mấy chị, xám 80 với 57kg. Xám 80 với 57kg, chị nào lấy xám chút xám giùm em ha, xám. Rồi xám 80 giùm em luôn dưới 57kg. Xám 80. Đặt hàng lên số điện thoại đi mấy chị ơi. Tên gì? Tên gì? Hả? Cái bà Nhi hôm bữa kêu gọi điện cho chị đó mà. Không, mới nghe bà gọi điện chứ bà không có đi cầm đâu. Bây giờ chú cho bà đi, hồi bữa tới chú có chú đâu. Rồi cái này chốt giùm em luôn. Đen 80 hả? Đen tinh mùi lên số chị ơi. Được rồi, còn đen 80 đồng bà ơi. Đen 80 còn cái dao tay nè, thích quen nè. Áo ống cũng có nè bạn ơi. Rồi lên cho em luôn là môn 80 nè. Rồi môn cho em luôn 80 mấy chị với 57kg nè. Đó, hàng bên em toàn là hàng theo thôi mấy chị ha. Hàng tất cả đều là hàng theo hết. Cho em luôn 80 cho chị Bích Duyên. Đó, cái màu môn này đẹp dữ vậy mấy bà. Màu môn này hơi bị đẹp luôn á. Môn này đẹp lắm, 80 ngàn luôn đẹp lắm. Hay cái chung cũng có tùy á chị. Tùy mẫu hay sao á. Rồi ai lấy môn chút môn giùm em đi. Kiểu cái này môn đẹp chứ vậy. Chắc phải mịn đông mà mấy chị hàng theo. Rồi môn cho em luôn 80 đây mấy chị. Môn 80. Rồi cái này màu đỏ đôi giùm em luôn nè. Tinh Bùi lên số chị. Rồi đỏ đôi cho em luôn 80 với 57kg đi mấy bà ơi. Rất là xịn. Áo khoác bên mình Nhi thì đỉnh luôn rồi ấy. Rồi đỏ đôi cho em luôn 80 với 57kg. Đỏ đôi 80 với 57kg. Đỏ đôi 80 với 57kg em nghe thử cái gì nè. Vô tay có số kìa. Alo. Rồi đỏ 80 cho chị Kim Như. Đỏ đô nhá, đúng không chị? Chị. Đỏ đô 80 đúng không? Kim Như Nguyễn Thị. Sao chị? Gửi hàng cho mình chưa chăm bích. Chốt đơn vừa là cửa rồi đó bạn ơi. Trời ơi cái màu này đẹp quá nè. Màu này chút em màu xanh đi. Rồi xanh này cho em luôn 80 với 57kg nha. Dạ. Xanh đi. Có màu... Cái màu xanh này đẹp nè sao không? 65 ngàn chị. Ôi xanh này đẹp nè mấy chị. 80 ngàn dạ, thôi dạ. Dưới 57kg nha. Hồng hả? Hồng 80. Ủa? Làm gì có hồng ta?
Rồi em còn màu xanh nè, màu xám chuột nè, màu mô nè, màu kem nè, với lại màu đỏ tươi nha chị My Lê ơi. Hết hồng rồi, đâu có hồng đâu chị. Tính mùi tính số chị ơi. Rồi cái này là cái gì đây? Ngố đùi này 55 ngàn một quần nè. Ngố đùi 55 ngàn một quần, cái chị dưới 60kg nè. Ngố đùi 55 ngàn một quần dưới 60kg ha, có túi hai bên. À lấy ngó đùi chút giùm em luôn, ngó đùi nè. 55 ngàn một quần dưới 60kg. Trời ơi, cái bộ này đỉnh luôn mấy bà ơi. Lửng con bò, lâu lắm rồi mới được về mẫu lửng đó chị. Khách hỏi cũng không có nữa. Đó chị mượn ghế. Ngó đùi cho Mai My ghé lấy này, 55 nè. Đang 80 hết rồi chị Tiểu Tâm ơi. Em còn màu xanh đen nè. À, màu xanh màu xám chuột này, màu xanh rêu này, màu đỏ tươi này, màu môn này, màu kem nè. Ha. Em dọn sao cái đống cái này đi em cơm. Hết màu đen rồi. Ngó đùi 55 luôn cho chị Hồng Đào. Dùng mấy cái bịch cái xịt kia luôn. Trời ơi. Đẹp quá hà, lẫn con bò mấy chị ơi, đỉnh luôn á. Mã này em ngay bán chỉ có 55.000 thôi à. Kem 80 một cái luôn cho chị dâu tay. Ngó đùi còn chị Diễm Thúy ơi. Đẹp quá. Cái cô muốn đứng thử con ngay. Đó. Bộ này đỉnh luôn á. Em bán có 55.000 một bộ lẫn hai cô tông đẹp thôi. Ngó đùi 55k còn chị. Cái ngó đùi này đây ghê kìa. Đặt mình luôn kìa. Rồi chốt giùm em luôn là xanh 55 mấy chị. Xanh 55 cho em luôn dưới 56kg. 3366. Rồi lên cho em luôn là mô 55 nè. Màu cam nè. Màu xanh nè. Đồ màu đỏ giùm em luôn đó chị, đỉnh luôn. Nói cái gì vậy trời? Có đuổi. Vợ số mấy? Rồi tiếp giùm em luôn là đỏ 55 đó chị. Đỏ 55 giùm em luôn dưới 56kg nha. Chị nào lấy chốt ha. Trời ơi cái bộ này đẹp quá. Bộ lửng này mặc nhà đẹp lắm. Em nói thiệt luôn á, lâu lắm rồi mới có bộ lửng á chị. Lửng này không có hàng. Rồi lửng vàng 55 luôn cho chị Nhi Cherry. Màu đỏ nè, chở màu xanh này đẹp chưa. Màu xanh nè, màu cam nè, màu môn nè. Đấy chị nào lấy chốt nha. Ngó đùi cho Dung Hòa ghé nè. Ngó đùi cho Hải Phương 55 nè. Ngó đùi em còn có mấy cái hả? Còn hai cái ngó đùi là hết rồi. Sĩ khoác hả chị? Sĩ khoác cái 50 cái nha chị ơi. Em sĩ khoác cái 50 cái nha chị ha. Là giá là 55 ngàn. Sĩ khoác 50 cái 55 ngàn mấy chị, chuyển tiền rồi đi đơn ha. Rồi xanh đỏ tím 55 mấy chị Nguyễn Nguyễn nè. Xanh nè chị, xanh nè. Xanh đỏ tím. Xanh đỏ tím mấy chị Nguyễn Nguyễn nè. Đặt đơn hai sản phẩm bất kỳ đi đơn giùm em nhé. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị ơi. Rồi lên cho em luôn là cam 55 mấy chị dưới 56kg nè. Trời ơi cái bộ này mà có 55 ngàn một bộ ha, quá rẻ luôn. Rồi lên cho em luôn là cam 55 với chị dưới 56kg. Cam 55 với chị dưới 56kg. Màu môn với màu vàng hả? Trời ơi cái bộ này nó đẹp lắm. Lâu lắm rồi mới có hàng mấy chị. Không có hàng này luôn thì bị tưởng đó nó nghỉ á. Có hàng. Diễm Thí môn vàng lên số điện thoại giùm em mấy chị ơi. Môn vàng Diễm Thí mới bộ 55. Trời ơi bà Nhi bán đồ rẻ mà còn đẹp nữa. Tím 55 luôn cho chị Dương Văn lên số điện thoại đi chị. Đỉnh lắm. Ủ dừa. Rồi xanh môn luôn cho chị Nụ Ánh lên số điện thoại nha. Một xanh nè. Một môn nè, cho chị Nụ Ánh lên số điện thoại nè. Môn 55 mà chị Tiêu Ốc hả? Em to còn không? Hết một môn rồi chị Tiêu Ốc ơi. Rồi cái này chốt giùm em luôn là mạ ha. Rồi cái này chốt giùm em luôn là mạ mấy chị 55 ngàn với 56kg quá đẹp.
nguyên bộ có 55 nè, bộ lẫn mặt nhà. Màu mạ này là len cực trắng nha. Rồi mạ 55 nè, màu cam nè. Hay chốt giùm em là màu xanh nè, màu đỏ nè. À đấy chốt ha. 55 ngàn bộ. Đủ ấm gì em thấy lên số chị. Là tên Bùi chưa có số. Bỏ cái tên Bùi ra. Rồi cái này chốt giùm em luôn là đỏ 55 với chị với 56kg nè. Đỏ 55 với 56kg giùm em luôn, chị nào lấy chốt nha. Trời ơi cái bộ đồ con bò phôm lửng nó quá xịn luôn. Rồi đỏ 55 cho em. Màu đỏ, màu cam nè, màu xanh nè. Cái này chốt giùm em luôn là màu mạ nha. Đây. Đỉnh chưa, 55 ngàn cho em luôn. Gọi chốt đơn là đi rồi nha chị ơi. Rồi màu xanh, xanh bò hả chị? Xanh bò. Diễm Thúy nụ ánh lên số chị. Xanh bò này nha, Phương Lam này 55 nè. Rồi lấy bộ này chốt thêm nè. Lũng bò mặt nhà, mặt dễ thương lắm, vải mát lắm bà ơi. 55 ngàn bộ à. Nụ ánh lên số điện thoại đi chị. Bò sữa Thanh Nguyễn lấy màu gì chị? Đặt hàng lên số đi chị ơi. Phương Lam, Diễm Thúy nụ ánh chưa có số chị. Màu cam nè, màu xanh nè. Màu cam nè, màu xanh nè, màu đỏ nè, màu mạ nè à, đỏ cam đi chị Nguyễn Linh, ok chị nè, 55 ngàn một bộ nè. Đặt hàng lấy số hết giùm em đi mọi người ơi. Đơn hai cái thì đơn nha, cứ một like là chốt đơn, mấy chị không dồn nha, tại vì đơn rất là nhiều. Nó lung tung lắm nên là không có dồn được nha. Rồi tiếp cho em luôn là xanh. Xanh 55 giùm em luôn dưới 56kg nè. Xanh 55 cho em luôn với 56kg nè. Rồi xanh 55 thì cái chị xanh mang này dồn này quá đẹp. Đi rồi không có dồn nha. Ý là đi rồi là quên, ý là để đơn cái lựa thêm á. Rồi đỏ giùm em luôn 55 với chị với 56kg bộ lẫn. Bộ đang mang đợi xíu đi chị. Bộ đang mang đợi em xíu. Đỏ 55 với chị với 56kg nè. Đỏ 55 nè, màu bơ nè, màu cam nè. Đấy chị nào lấy chút thêm nè. Xanh bò 55 luôn cho Phạm Di nè. Rồi chị nào lấy chốt nha. Em còn đỏ, cam và xanh 55 ngàn. Đặt hàng lấy số điện thoại luôn cho em. Rồi cái này chốt giùm em luôn ngố nè. Xanh kia rồi chị hết rồi, bây giờ còn xanh này thôi. Đưa Phạm Nhi ra đây. Giờ em còn xanh này thôi nha chị. Hết rồi. Còn xanh mạ đỏ với cam thôi. Rồi lên cho em luôn quần ngố mấy chị. 60 ngàn với 60kg giùm em ha. Coi giảm hàng Quảng Châu đỉnh lắm. Rồi ngố giùm em luôn 60 ngàn với 60kg. Quá đẹp luôn nha. Ngố cho em luôn 60 ngàn với 60kg nè. Rồi lên đưa mấy chị luôn lụa hàng mặt đỉnh luôn mặt nhà. Trời ơi cái bộ lụa này đẹp lắm chị ơi, không có hàng bán luôn mấy bà ơi. Trời ơi, lụa sắc nách nè. Đó, chị thấy đỉnh chưa? Rồi lên lụa sắc nách này giùm em luôn mấy chị, 50 ngàn một bộ. 55kg cho em. Bộ này mặc nhà thì thôi khỏi cái bàn rồi nha mấy bà. Rồi lên cho em luôn đỏ. 50 ngàn dưới 55kg. Rồi cái này chốt giùm em luôn là xanh đậu 50. Màu nâu 50. Màu xanh đen cho em luôn 50. Trời ơi. Đẹp chưa? Lâu lắm rồi mới có bộ lụa hàng này về mấy chị ha, sắc nách mặt nhà cho nó sướng. Rồi xanh đen cho em luôn 50 mấy chị với 55kg. Nói chung hôm nay là hàng còn đẹp không ạ? Xanh đen cho em luôn 50 với 55kg. Quá xịn luôn. Mặt nhà thoải mái lắm. Xanh đen 50 với 55kg mấy chị, lụa hàng mặt mát lắm nha. Đồ đồ này mặc ở nhà mát chị, bữa nay dịch toàn mang đồ bộ. Rồi nu giùm em luôn nè. Rồi nu cho em luôn 50 mấy chị với 55kg, đẹp lắm. Cái bộ này mặc ở nhà sướng lắm mấy chị, giặt nó nhanh khô. Rồi nu 50 với 55kg. Nu 50 với 55kg, tiếp một mã xanh đậu. Rồi lên xanh đậu này cho em. Cái bộ này như hàng tôn vậy, nó mát rồi à. Qua bóc mũ ri này vô đây. Rồi cái này chốt giùm em là xanh đậu. Ở trong góc trong ở chỗ người mẫu kìa. Rồi xanh đậu cho em ha. Xanh đậu màu nu. Màu đỏ và màu xanh đen màu nào cũng đẹp hết mấy chị ơi. Xanh đậu đỏ cho chị Liên Phan.
Rồi xanh đậu với nu luôn cho chị Thu Trang. Bộ này mặc cực mát. Mát lắm bà ơi, thật sự luôn á. Có 50 ngàn một bộ à, mấy chị mua mấy chị về mấy chị mang sướng lắm. Rồi đỏ 50 luôn cho chị Văn Nguyễn. Xanh đậu 50 cho chị Dung Hòa. Xanh đậu 50 cho Dung Hòa. Xanh đen 50 cho Võ Bích Phương ghé lấy. Bộ này mang cực mát luôn á. Xanh đậu 50 luôn cho Hải Phương. Xanh đen 50 cho Hồng Thắm ghé lấy. Xanh đen đỏ luôn cho chị Nguyễn Thu lên số hội giùm em nha. Xanh đen đỏ cho chị Nguyễn Thu 50 ngàn à. Mặt mát lắm. Mặt cực mát. Rồi em còn một xanh đen, màu đỏ với màu nâu, chị nào lấy chút thêm nhé. Lâu lắm rồi mới được về cái mẫu bộ lụa này mang nhà mấy chị. Nó rẻ mà nó đẹp mà mặt nó sướng. Nó nhẹ nhàng mà sắc nách nữa. Rồi em còn đỏ 50, xanh đen và nâu 50 mấy chị nha. Rồi nâu 50 cho Ly Phạm hết xanh đen rồi chị. Nâu 50 cho Ly Phạm ghé. Em còn màu đỏ nè, màu xanh đen nè, và màu nâu như mấy tình yêu ha. 50 ngàn một cái bộ lụa này thôi mấy chị mặc ở nhà mắc cực đấy. Rồi lên bộ đang may ha. Nu luôn hả? Rồi nu 50 luôn dồn cho chị Nguyễn Linh. Rồi lên bộ đang mang cho mọi người nhé. Còn mất cái bộ đó. Rồi lên bộ đang mang cho em luôn á chị, nguyên bộ dài nha. Xếp quần ống rộng cho em luôn á chị, đẹp lắm nè. Form em đang mang rất là thoải mái ha. Rút giùm em luôn là Hồng đang mang 80. Rồi cái này chốt giùm em luôn là Hồng 80 mấy chị, đỏ đô 80, màu gạch 80, màu xanh 80. À lấy bộ đang mang để chốt thêm cho em nhé. Hàng bao đẹp luôn rồi, màu đen 80. Đẹp lắm mấy chị. Bộ đang mang là nguyên bộ dài mấy chị ha. Với là cái quần ống su này nguyên bộ dài em bán mấy chị 80 ngàn. Mà cái này hàng cô tông thái, mặc rất là mát. Mà thoải mái cực kỳ mấy chị, phôn của nó là phôn quần dài luôn nha. Đen 80 này, màu gạch màu đỏ đô này, màu xanh nè và màu hồng đang mang nè. Rồi chị nào lấy bộ đang mang thì chốt giùm em nhé. 80 ngàn một bộ hà, xịn sò luôn mấy bà ơi. Rồi xanh 80 cho Ngọc Diệu số thọ đi chị. Bộ đông mang mặt mát sướng lắm. Thoải mái có đi chợ đi đâu cũng được đó mấy chị. Rồi lên cho em luôn quần già Quảng Châu 75 ngàn nè. Rồi quần già 75 ngàn dùm em mấy chị, dưới 60kg hai bên có túi nha. Lên cho em luôn là quần 75 kèm số thọ cho em. Quần 75 kèm số điện thoại cho em luôn mấy chị ơi. Đây nha, to giãn đẹp lắm, thoải mái, có túi. Rồi lên cho em luôn là quần 75 ngàn dưới 60kg. Quần 75 ngàn dưới 60kg ha. Rồi ai lấy bộ đang mang nữa thì chốt giùm em luôn. Ê chị đi ốc sọc rồi. Sau lưng em kìa. Rồi màu đen mẹ mua cho Khanh Ái lên số thọ đi bà. Thích Phượng với lại Liên Phan Ngọc Nghệ. Bình Phượng ghé, Liên Phan khách quen. Đem mẹ mua cho Khánh Ái nè. Rồi đem một cái siêu phẩm áo cho chị, đẹp. Rồi lên cho em luôn áo sọc, đỉnh chưa? Trời cái này lên form hơi bị đẹp luôn nha mấy chị. Ngọc Diệu lên số chị. Rồi lên cho em luôn sọc nu 50 ngàn. Sọc nu cho em luôn 50 mấy chị ơi, dưới 55kg nè. Sọc nu 50 với 55kg nè. Sọc đen 50 với 55kg giùm em nè. Trời quá đẹp luôn mấy chị. Sọc nu 50 với 55kg nè. Sọc đen 50 với 55kg nè. Áo hiếm hàng lắm. Nói chung là mặc lên là cái form hơi bị đẹp cho mấy bà luôn nhá. Áo này mang rất là dễ chịu. Khánh Ái Ngọc Diệu lên số chị. Rồi sọc nu cho chị Đào Nguyễn lên số cho chị 50 nè. Bộ đang mang luôn cho chị Đặng Danh ghé lấy nè, ghi vô. Ngọc Diệu đây đây. Ngọc Diệu mà cọc mà dùng đơn ở Đồng Nai hỏi sao. Rồi cái này chốt giùm em luôn sọc nu sọc đen mấy chị ha, mặc nhà đơn giản mà dễ thương lắm. Chung áo này là đơn giản mà dễ mang, có mang đi làm đi đâu cũng được mấy chị. Rồi sọc nu luôn cho Ngọc Diệu. Ngọc nu luôn thơm nhu mi. Bộ đang mang 70 á chị. Rồi sọc nu này cho chị Hoa Ngọc. Còn sọc nu không? Rồi lấy chị đi nữa đây.
Rồi lấy sọc trắng chút giùm em luôn là sọc trắng 50. Này 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 chỗ cái cây kìa. Rồi sọc trắng cho em luôn 50 với 55 kg. Sọc nu cho viên nó nhỏ. Viên nhỏ đơn nhiều đồ gái lấy đi em ơi. Không mà cọc tiền qua cho chị nha. Sọc nu Minh Thảo. Sọc nu cho Hồng Thắm 50. Sọc nu Trang Nguyễn Lan số đi chị. Một nu một đen luôn chị Nguyễn Nguyễn. Rồi hết nu nha. Em còn mỗi sọc đen thôi mấy chị. À lấy sọc đen, cái sọc đen giùm em nha. 50 ngàn một áo à. Còn mỗi sọc đen thôi. Sọc đen cho em luôn 50 đi mấy chị, đỉnh lắm. Sọc đen 50 cho em. Cái này cái gì đây? Đổ xuống hả sao? Đổ xuống. Lấy sọc nu rồi chị Liên Phan ơi, còn sọc đen thôi. Chị nào lấy sọc đen chút giùm em sọc đen đi, còn mỗi sọc đen. Hết nu rồi chị. Rồi bộ đông mang chút giùm em luôn là đỏ đô 80 nè, bộ đông mang nè. Rồi bộ đông mang cho em luôn, chốt cho em luôn là đỏ đô mấy chị. Bộ đông mang đỏ đô này 80 nè. Dạ. Sọc nu hết rồi chị ơi, em còn mỗi sọc đen thôi. Rồi này chốt giùm em luôn là gạch 80, bộ đông mang. Rồi gạch cho em luôn 80 mấy chị, gạch 80 này, đỏ đô 80 nè. Gạch 80, đỏ đô 80, bộ đang mang nha. Áo em còn mỗi sọc nu mấy chị. Em còn mỗi sọc đen 50. Rồi sọc đen cho em luôn 50 mấy chị với 55 kg. Sọc đen, còn mỗi sọc đen. Lấy thêm mấy chị cái ri đó trang bộ màu vàng ngồi cùng đó cha. Rồi đem vô đây. Bộ đang mang 70 ngàn chị nào lấy chốt nha. Bộ đang mang là quần ống suông mấy chị, nguyên bộ dài luôn, mặc thoải mái lắm. Rồi sọc đen cho chị Liên Phan một cái. Sọc đen trắng là màu đẹp nhất đó mấy chị ơi. Rồi lên cho em luôn là bộ môn 80 nè. Hàng cô Tông Thái nguyên một cái ống rộng mấy chị. Mấy chị coi cái phôn nè. Nè mấy chị coi cái phôn quần nè. Đó quần như em đang mang nè, đẹp lắm. Chuẩn dáng dài luôn mấy chị, mà đấy cao nữa nè. Rồi lên cho em luôn là môn 80 nè. Đang lên màu nè chị. Môn 80 nè. Dưới 58 kg mấy chị ha. Trời ơi chắc hơi bị mát. Trang Nguyễn Linh số chị. Rồi lên cho em luôn là môn 80 nè. Em đang lên màu nè. Rồi môn 80 nè. Màu đỏ đô nè. Màu gạch nè. Rồi màu nâu nè. Màu hồng đang mang cho em luôn nè. Màu vàng nè. Màu gạch nè. Rồi màu xanh nè. Đấy. Đây đây đủ màu. Em ở 59 Đức Linh Bình Thuận nha chị ơi. Chỗ nào không gian dây phong tỏa thì đi đơn được. Nhưng mà riêng Sài Gòn là chưa nhận đơn đâu nha. Bộ này đẹp lắm, có 80 ngàn à. Trời ơi là trời. Rồi lên cho em luôn là xanh 80 nè. Bộ này mặc sướng lắm, cái phong quần này mấy chị coi cho em nè. Trang Nguyễn Lương số chị. Đó, đúng đẹp luôn chưa mấy bà. Có 80 ngàn một bộ à, nguyên bộ dài. Rẻ bèo mà. Rồi xanh cho em luôn 80. Màu xanh, màu gạch, màu vàng. Màu đang mang, rồi màu nu, màu đỏ đô, rồi màu... Rồi ai lấy bộ đông mang chốt nha. Em chi, đi áo thôi nè. Trang Nguyễn lên số họ đi Trang Nguyễn ơi. Xanh 80 cho Tiên Nguyễn nè. Đặt hai cái đi đơn nha em. Trời ơi có cổ mà tay dài nữa mấy chị ơi. Áo gì mà đỉnh quá vậy mấy bà. 59 là một áo giùm em nha, bao xịn luôn. Mà trời ơi cái lây bầu đó nè, trời sao đẹp dữ vậy mấy chị ơi. Rồi lên cho em luôn là xám 59 ngàn mấy chị. Trang Nguyễn lên số chị ơi. Xám 59 ngàn dưới 55 kg nha. Xám 59 nè. Bò 59. Với màu trắng và màu đen cho em mấy chị. À lấy áo này bật liền đi, cái này xinh quá trời xinh nè mấy má ơi. Rồi đây bầu áo này đang hot nha. Rồi lên cho em luôn là trắng 59. Vậy đẹp vậy. Hơi bị ngầu luôn. Rồi trắng cho em luôn 59. Đẹp lắm. Hơi bị xinh luôn á. Mẫu mới mấy chị, lê bầu tay dài. Rồi lên cho em luôn là trắng 59. Màu đen màu bầu màu sáng. 59 ngàn tay dài. Đen 59 và bích hồng ghé. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị. Đen 59. Ôi số này đẹp chị biết gì trời. Áo này
đẹp ghê luôn ấy. Đen trắng 59 Hiền Lê lên số thoại giùm em với. Trắng 59 Hiền Lê, đen 59 Nga Nguyễn lên số đi chị. Em gặp đơn 60k gọi chốt đơn. Có nhân viên gọi chốt đơn cho em là đi đơn rồi nha em nha. Rồi Hiền Lê thêm một cái đen rồi chị, lấy thêm riêng nữa em. Hiền Lê lên số chị. Chỗ cái cây kìa, cây sắt kìa. Rồi áo này quá đẹp luôn á. Lai bầu phía dưới nè. Đen 59, trắng 59 thì nào lấy chốt. Áo đẹp quá trời đẹp. Dưới 55kg mang vừa giùm em nhé. Rồi sáng này xinh dữ vậy trời. Cái này là phân vừa dài luôn á chị, chứ không có bị ngắn đâu. Rồi bò cho em luôn 59 nè. Đen 59 là cherry thảo nè, lên số thoại giùm em đi chị ơi. Hãy dục cho Hiền Lê cái đen chưa? Chưa. Hiền Lê cái đen nè. Đen 59 là cherry thảo nè, áo này quá đẹp luôn á. Bật liền nha mấy bạn. 59 dòng áo nè, trời ơi cái màu bò này đỉnh luôn á. Rồi trắng nu tay dài hả chị? Cherry thảo thì ghé rồi chị. Rồi nhóc lớp ghé lấy áo này đẹp quá. Bộ đa 70 ngàn một bộ chị ơi. Cái quần ống suông nha, nguyên bộ dài luôn nha. Bộ đang mang thì đủ màu rồi. Rồi lấy áo đang mang chút thêm đi quý chị ơi. Đây bò 59 trắng 59, màu đen 59 nè. Rồi cái màu xám này đẹp xỉu luôn. Rồi lấy xám chút xám cho em nha. Tay dài lê bầu mẫu mới lắm mấy bạn. Lê bầu đẹp lắm, chắc hơi bị đẹp luôn. Rồi lấy áo tay dài này chốt nha. 59 ngàn một cái. 59 ngàn một cái giùm em với chị. Trắng đen nu bò. Cherry thảo lên số gì ơi. Trắng đen nu bò giùm em luôn 59 ngàn một áo. Trắng 59 Mile lên số đi chị. Trắng 59 Mile lên số thoại giùm em nha. Rồi lên một cái mã ngủ. Mã ngủ dây. Lâu lắm rồi mới được về cái mẫu này á mấy bà. Dây lụa siêu đẹp luôn nha mấy bà ơi. Rồi ôi trời ơi là trời. Rồi dây lụa này cho bà Nhi luôn nè, 60 ngàn một bộ ha, siêu đỉnh luôn. Rồi cái này chốt giùm em luôn các chị, cực kỳ xịn luôn nha mấy bà. Rồi lên cho em luôn lặt kê với chị, 60 ngàn giùm em luôn ha, trời đẹp quá hà. Đây, form này là 56-57kg mang ok cho em nhé. Rồi cái này chốt giùm em luôn nè. Rồi kem 60, kem 60 với 57kg, xanh đậu 60, hồng 60, màu xanh mạ 60, xanh dương 60 này, màu hồng này, màu đen này, trời ơi quá trời màu mấy chị ơi, màu đỏ đô này, rồi màu nu này, quá trời quá đắt màu luôn mấy chị. Bộ này đẹp quá, có 60 ngàn à, xinh quá đi. Đơn của chị, có ai gọi điện chốt đơn cho chị Ngọc Ngân ơi. Gái chị hai, hai bộ hồng với bộ gạch hả chị? Hồng với gạch, hồng đang mang đúng không? Hồng với gạch hai bộ này cho chị mà Bạch Mai Lê Thị nè. Kem số mua cho chị Hoa Ngọc nè. Kem số mua Hoa Ngọc nè. Rồi hồng ngủ luôn cho vợ Vũ này, hồng nè. Hồng đúng không? Hồng vợ Vũ nè. Xanh mạ luôn cho Nguyễn Oanh Khách Quang nè. Cô bà bán tài khoản qua cho tôi ít nha bà Nguyễn Oanh ơi. Đơn mà quá trời nhiều rồi. Rồi cái này chốt giùm em luôn là rút 60 nè. Đỡ đô cho chị Trinh Võ nè. Rồi rút cho em luôn 60 nè. Ai đấy rút chút rút giùm em nha. Rút 60 nè. Đen 60 cho Tiểu Tâm nè. Rồi lên rút giùm em luôn 60 nè. Kem với nu hả chị? Nu nè. Một kem một nu luôn cho chị. Một kem một nu. Một kem một nu luôn cho chị Thị Hạnh. Thị Hạnh lên số họ đi chị. Rồi vô vô bắt chị đi này đi. Nè nhìn cái này nè. Có ren trước nè. Ở trong cái chỗ người mẫu ấy. Bộ đang mang không có đen đâu. Ờ đen khanh ái chút rồi. Rút này cho chị Ngân Nguyễn nè. Xanh dương cho Ngọc Diệu nè. Rồi lấy xanh đậu chút giùm em luôn xanh đậu nè. Rồi xanh đậu giùm em luôn mấy chị 60. Xanh đậu cho em luôn 60 nhé.
dưới 56 kg mấy chị. Cái bộ lụa này mặc đẹp lắm, xanh đậu cho em luôn 60 ha. Bữa hơn 800k rồi chị, là sao ta? Là sao vậy? Em đem về coi đi. Không, cái len ngang qua thôi. Thì hạnh lên số chị. Ngang cái ren màu trắng qua nè. Còn hai cục nữa đó, đem về đây. Em đọc tên ai thì người đó có đơn đó nha. Xanh dương cho Ngọc Diệu rồi nha bà ơi. Đợi đợi một tí chị để nó lấy xe. Có chưa? Có chị ơi. Sao lại không? Xanh đậu Ngọc Diệu nè. Hai bộ 140 đúng rồi chị. Chị Thị Hạnh đó ở Sài Gòn đó chị. Bỏ ra nha. Hả? Chị Thị Hạnh. Thị Hạnh đưa đây. Bỏ một kem qua cho chị Nguyễn Nguyễn Thích Quang. Xanh đậu hết rồi chị Hoa Ngọc ơi. Hết một kem rồi chị. Đặt hàng thì chắc cuốn một lần thôi, đừng có đặt tới đặt lui. Rồi cái này chốt giùm em luôn là nu nè. Rồi nu lên số chị ơi. Rồi nu cho em luôn 60 mấy chị. Ai lấy nu chút nu giùm em nè. Rồi nu cho em luôn 60 nha mấy chị. Hai dưới 56 kg nha. Chị nào lấy nu chút nu cho em nè. Rồi nu cho em luôn 60 mấy chị. Màu đỏ đô nè. Màu xanh đen mấy chị. Màu xanh đen nha. Màu hồng nè, màu rêu nè, màu xanh mạ nè. Màu tím. Màu tím mấy chị, màu xám. Đấy, chị nào lấy thì chút thêm cho em. Lấy kem cho Hoa Ngọc có chưa? Hoa Ngọc rồi. Rồi ai lấy bộ này chút thêm nha mấy chị ha, 60.000 bộ. Rút hả chị? Rồi rút nha cho chị Diễm Nhận này, hát xanh đậu rồi. Thêm một nu luôn nha Ngọc Diệu này. Đỏ đô số mua cho cờ Út này. Hát xanh đậu rồi chị Diễm Diễm Nhận ơi, thêm lên thêm một khác đi chị. Rồi sáng một bộ luôn cho chị Hoa Ngọc nè. Trong học nhỏ. Rồi này chốt giùm em luôn là xanh đen nè mấy chị, màu này hơi bị sang luôn nè. Rồi xanh đen dùm em luôn 60 mấy chị nha, dưới 56 kg. Hãy lấy xanh đen chút xanh đen nè. Xanh đen 60 nè. Bộ này mặc đẹp mát dễ thương lắm. Rồi có màu rêu nè. Rồi rêu cho em luôn 60 mấy chị với 56 kg ha. Trời ơi, lụa phố rêu mặc nhà mấy chị mẫu mới nha. Rồi xanh rêu cho em luôn 60. Xanh rêu 60. Rồi tím cho em luôn mấy chị ơi, tím 60 nè. Rồi tím cho em luôn 60. Đơn bà nhiều lắm. Có gì mà chồng thêm cũng mấy chịu đi chứ nhiều lắm. Rồi này chốt giùm em luôn là tím nè. Rồi tím nè. Ồ, đồ chồng thêm cho tôi có tiền, tôi còn lấy hàng á, đồng đơn tiền. Rồi màu tím, màu xanh rêu nè, màu xanh đen nè, màu kem nè, màu nu nè. Màu xanh mạ nè. Ha, chị nào lấy thì cấp thêm cho em nha, 60.000 bộ dây lụa nè. Rồi bộ đang ngoan mấy chị ơi, bộ đang ngoan là 80.000 một bộ nha. Lấy thêm, lấy xanh đen cho Phương Thảo gái lấy hả? Chị xin vỡ lên số đi chị. Xin vỡ khách quen em. Rồi xanh đen cho Phương Thảo nè. Xanh đen Ngọc Diễm, hết xanh đen luôn rồi chị ơi.
em còn màu kem nè, màu tím nè, màu xanh reo nè, màu nu nè, màu xanh mạ nè, đấy. Rồi bộ đang mang cho em luôn 70 nha. Kem số mua cho ngang tạo ok dồn nè. Bộ đang mang chút giùm em luôn là cam. Cam 80, vàng 80, màu nu nè, màu hồng nè, màu đỏ đô nè, màu gạch cho em luôn nè. Bộ đang mang nè, 80.000 siêu đẹp nè. Xanh số mua cho Liên Phan nè, xanh gì chị? Xanh rêu đúng không? Xanh rêu Liên Phan nè. Em còn màu xanh mã số 10 nè, màu nu nè, màu tím than nè, chị nào lấy chốt nha. Rồi nu cho Nguyễn Minh Kiều gá nè. Em nhận được khẩu trang rồi, hàng ok lắm, em cảm ơn chị Bella nhé. Rồi tím 60, nu 60 với lại xanh 60 cho em đi, còn 3 bộ là hết luôn. Đây bộ đang mang có bộ môn 70 nữa nè, 80.000 một bộ, siêu đẹp. Cái này nguyên cái bộ dài luôn á chị, nhìn form dáng mặt rất là thoải mái nha. 58kg nó lại mang vừa cho em, xanh đậu tiểu tâm có thôi em. Màu môn, màu gạch, màu đỏ đô, màu hồng, màu nu, màu vàng với lại màu cam đang mang 70.000. Ông quên 80.000 chứ quên hoài. Rồi tím luôn cho Tuyết Đăng Trần ghé ok chị, 60 bộ này đỉnh. Em cho mấy chị xem nó có màu mạ nè, màu mạ này mang dễ thương mà trắng da. Rồi mạ cho em luôn 60 nè, đẹp lắm, mang nhà. Rồi mạ cho em luôn 60, mạ 60. 80 em ơi, lộn quá, 80. 80 em ơi, 80. Rồi cái này chốt giùm em, nhiều giá quá mấy chị cũng thông cảm giùm em đi, 80. Rồi cái này chốt cho em luôn mấy chị, sọc đen nè. Rồi sọc đen cho em luôn mấy chị, 50.000 với 55kg. Sọc đen 50.000 với 55kg, em lấy sọc đen, có sọc đen nè. Sọc đen bộ đang mang 80 với chị hàng cô Tâm Thái. Trời ơi, xỉu quá. Tàu lao đâu không. Đỏ đô luôn cho chị Ly Trần 80. Cái nhiều giáo quá mấy chị cũng thông cảm giùm em tí nha. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị một siêu phẩm. Ly Trần lên số chị. Quần dài Latin có luôn chị ơi. Trời ơi, cái bộ caro cánh tiên này xịn sò lắm nha. Lấy xanh mạ rồi bỏ. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị reo. Oh wait. Cái này chốt giùm em là xanh dương. Rồi xanh dương lụa giùm em luôn 50 mấy chị. Xanh dương lụa cho em luôn 50 nè, đẹp chưa? Trời ơi, cánh tiên nè, bầu mà nhỏ nhỏ xinh xinh vô trang được nha. Rồi. Chốt giùm em luôn là xanh dương 50 mấy chị, dưới 56kg. Hồng 50. Đỏ 50. Đen 50, vàng 50, xanh đậu 50. Trời ơi, hôm nay đồ bộ ngủ, đồ mặc nhà là vui vi vu luôn á, quá trời mẫu luôn. Rồi ai lấy xanh dương chốt cho em luôn xanh dương, đẹp quá trời đẹp luôn. Bộ này 50.000 một bộ, caro mặc nhà mẫu mới nha mấy bà ơi. Bộ này đẹp nè, chế sạp hết rồi chị. Lấy em caro lại đây Trang ơi, caro có cái nơ đen phía trước nè. Vàng 50 cho Ngọc Diệu nè. Đen 50 cho Ngân Nguyễn nè, bữa nay đồ bộ nhiều lắm nha. Ngân Nguyễn được phía sau. Ly Trần chung đơn với lại Thanh Trà kìa. Bộ quần dài có. Rồi cái này chốt giùm em luôn là vàng 50. Bộ này trời ơi, máng hạ sướng lắm luôn á mấy chị. Rồi vàng cho em luôn 50 với 55kg nha. Chị có bình nước không sót không? Bộ này mang ở nhà sướng luôn. Xanh đậu luôn cho chị Trang Thu Trang nè. Bộ này mang sướng lắm. Rồi vàng luôn cho Hoa Ngọc nè. Rồi tiếp giùm em luôn là xanh đậu nè. Dễ thương ha, có 50.000 bộ nè, mặc ở nhà chát trường. Rồi xanh đậu giùm em luôn 50 nè mấy chị, với 55kg nè, mặc nhà dễ thương. Rồi xanh đậu cho em luôn 50. Xanh đậu 50 mấy chị, xanh dương. Màu đỏ, màu hồng này đẹp lắm. Màu hồng gạch gạch này đẹp nè. Rồi cái này chốt giùm em luôn là hồng nè. Rồi hồng cho em luôn 50, chị nào lấy hồng chút hồng cho em nha, đẹp chưa? Hồng 50. Rồi vàng 50 cho chị Đặng Danh ghé lấy nè.
vàng đen luôn cho chị Hana ghé lấy vàng đen. Rồi hết vàng đen luôn nha mấy chị. Xanh đậu luôn cho Nguyễn Linh. Xanh đậu Nguyễn Linh 50. Thanh trà rồi chị, thanh trà với ly trà bỏ chung chưa? Rồi cái này chốt giùm em luôn là đỏ 50. Rồi đỏ cho em luôn 50 mấy chị với 56kg quá đẹp luôn. Đỏ 50 với 56kg, hồng 50 cho chị Minh Kiều ghé. Chị Nguyễn Linh lên số đi chị. Có đơn rồi em. Xanh đậu 50 luôn cho Xuân Trần. Màu xanh đậu, màu đỏ, màu xanh dương, màu hồng cho em đẹp lắm, vàng hết. Đơn quá à, chị chốt đơn rồi là đi rồi nha. Chị nào nhân viên gọi điện chốt đơn rồi là đi rồi đấy hả? Rồi em còn màu đỏ này, màu hồng này, màu xanh dương này, với màu xanh đậu này, bộ này đỉnh luôn, mặc cực mát. Bộ đang mang 80 ngàn như chị Nguyễn Sinh ơi. Bộ đang mang nha, em còn là màu cam 80, màu mô 80, màu gạch, màu hồng, màu nu, màu vàng. Rồi và màu đỏ đô cho em luôn nha chị ơi, 80 ngàn bộ đang mang nha. Rồi kim tinh này, kim tinh hồng 50 này ghé nè. Nhiêu một bộ hả chị? Caro này á. Caro này 50 ngàn một bộ nha chị ơi. Mặc ở nhà sướng lắm, dễ thương, mẫu mới nè. Rồi chị nào lấy hồng chút hồng cho em luôn 50. Hồng gạch gạch này đẹp quá trời luôn, dưới 56kg. Hồng 50 xanh dương nè. Màu đỏ nè. Rồi xanh đậu còn bộ cho em luôn, mặc nhà dễ chịu, mát mẻ 50 ngàn. Còn ít còn trải đêm lại là chị bán em. Bỏ cái đơn này qua cho nó coi. Cô Út mì tay thấy cái kính mình ghi dục qua bên kia đi. Đường chỗ này đi lên đi xuống nó gãy mất. Rồi len lửng này cho em luôn 55 ngàn mấy chị. Chốt giùm em là xanh 55 nè. Rồi xanh cho em luôn 55 mấy chị nha. Dưới 56kg ha. Xanh 55 với 56kg. Đi đơn hết rồi chị, gọi là đi đơn hết rồi á. Xanh đậu 50, đỏ 50 cho chị Trờ An nè. Mới có chiến em cho đi rồi chị Trờ An nè. Rồi tiếp giùm em luôn mấy chị ơi. Đỏ 55 ngàn với 56kg bộ lửng nè. Lửng con bò dữ thương chưa. Đỏ 55 ngàn với 56kg. Trờ An lên số đi chị. Xanh 55 cho chị Trờ An luôn lên số giùm em cái. Đỏ 50 cho chị Liên Khoan hả. Em coi còn đỏ. Đây còn bộ đỏ 50 nè. Lẫn con bò này đi, chị nào có con nhỏ mua cho con nhỏ ngoan cũng rất là dễ thương. Rồi cam cho em luôn 55 ngàn là dưới 56kg nè. Rồi cam cho em luôn 55 ngàn với 56kg. Quá đẹp. Rồi lên cho em luôn là cam. Cam 55, đỏ 55 với một xanh 55 dùm em nha. Lẫn này mang dễ thương nè. Lẫn con bò này dễ thương nè. Ai có con cho con mang cũng được nè. Xem là bộ 50 hả, cho xem màu xanh nè. Rồi xanh này cho em luôn mấy chị 50 ngàn nè. Rồi chốt giùm em luôn là xanh 50 mấy chị dưới 56kg ha. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị ơi, hồng 50 với 55kg. Rồi hồng cho em luôn 50 với 55kg, ai lấy hồng chốt hồng nè. Quần dài này cho em luôn 75 ngàn với 60kg mấy chị. Quần cho em luôn 75 ngàn với 60kg ha mấy chị ha. Cái này lấy kia Quảng Châu dài hai bên có túi. Quần cho em luôn 75 với 60kg. Quần 75. Nó chỉ bộ lao tinh sau lưng em thôi. Xanh 50 cho chị Nhi Huỳnh nè. Chốt hai cái đi đơn giùm em nha. Trời ơi bộ gì đây. Bộ lao tinh em coi bộ dài hay bộ. Rồi lao tinh tiểu thư đùa cho em luôn mấy chị. Đỉnh của đỉnh luôn. Xuất sắc luôn mấy chị ơi, form này quá đẹp luôn mấy chị. Rồi la tinh đùi cho em nha mấy chị ha. La tinh tiểu thư đùi siêu đẹp luôn ha. Rồi mã này sale riêng cái bà 89 ngàn. Nè như có ri sao à. Cam đỏ 55 cho Thủy Tiên Phan nè. Rồi chốt giùm em luôn là vàng 89 ngàn mấy chị. Tiểu thư, tiểu thư la tinh nha. Vàng 89. Rồi xanh đậu mấy chị, xanh đậu 89 nè. Màu xanh đen nè. Màu đỏ nè. Màu nu nè, trời ơi đầy đủ màu luôn, đẹp quá vậy.
xinh quá mấy chị, em còn ri thôi, hết rồi sao á. Trung Latin bây giờ bán chạy lắm mấy chị, nhập hàng không có luôn. Rồi lên cho em luôn là hồng nha, 89.000 với 60kg. Hai bên có túi nha mọi người ơi. Này, bộ này là chất cực mát luôn nha, 89.000 bộ à. Cái này bình thường phải bán 101, 102, tại vì Latin nó đắt lắm, ít gì cũng 99.000 á, giờ sale 89 à. Rồi vàng có bộ này, chị Hoa Ngọc này, hồng bộ luôn cho chị vợ Vũ nè. Bò 55 không có túi đâu chị ơi, cái nào nó có túi là nó có túi. Rồi cái này chốt giùm em luôn là nu 89 nè, bộ này có túi nè. Rồi nu cho em luôn 89 nè, quần lửng là sao chị. Rồi cái này chốt giùm em luôn là nu nè, nu 89 mấy chị nha, dưới 60kg ha, Latin có túi nha. Rồi chốt giùm em luôn là nu 89 nè. Cái màu này là màu đỏ đô nha mấy bà ơi. Rồi lên cho em luôn là đỏ đô 89, đỏ đô cho em luôn 89 với 60kg ha. Đó, trời ơi, bột màu này mang lên cực trắng da luôn á. Rồi nu luôn nha chị, chờ An nè. Rồi đỏ 89, cái này đỏ đô nha, đỏ đô đẹp lắm. Rồi tiếp dùm em luôn là xanh đậu 89 nè, dâu tay dễ thương chưa. Rồi xanh đậu cho em luôn 89 chị Latin đùi tiểu thư, dưới 60kg mà vừa hai bên có túi dùm em ha. Rồi này chốt dùm em luôn xanh đậu 89 nè. Rồi lên cho em luôn mã xanh đen nè. Rồi xanh đen cho em luôn 89, chị nào lấy xanh đen chút xanh đen. Rồi xanh đen 89 nha mấy bà. Hỏi là tin không ai chốt gì vậy. Còn chưa bớt nghe em ơi. Rồi cái này chốt giùm em nè, đỏ đôi 89 với đặng danh nè. Rồi cái này chốt giùm em luôn xanh đen 50 với chị lụa hàng nè. Xanh đen 89 với Kiều Lê nè. Rồi cái này chốt giùm em luôn là xanh đen 50 với chị nha, lụa hàng nè, còn bộ à. Xanh đen 50, xanh đen 50 với chị với 55kg. Rồi nu cho em luôn 50 nè, cái này lụa hàng nha. Rồi cái này chốt giùm em luôn với chị, nu 50 với 55kg nè. Thầy lụa hàng mặt mát không, nhận hàng đồ cũng ơn chị đâu, cảm ơn bà nha. Rồi chốt giùm em luôn là đỏ 50 nè. Đó, đồ cánh tim mặt nhà mát lắm mấy chị, này còn 3 bộ rồi. Đỏ 50, nu 50 với xanh đen 50 giùm em, còn 3 bộ cho nó hết luôn. Rồi lên một siêu phẩm áo khoác mấy chị, khoác phông lửng nha, siêu đẹp luôn, hàng cực đỉnh luôn á. Nu 50 cho chị Kiều Lê nè. Này ra ngoài kia coi có còn riêng nào không em. Đỏ 50 luôn cho chị Võ Kiều Văn nè. Mấy cái này là ở ngoài kia. Như còn một cục hay sao ấy. Bộ đen caro 55. Đúng rồi. Bộ đen caro 55. Caro hả? Caro như còn màu hồng với màu xanh dương nha. Rồi nu này cho Nguyễn Linh. Rồi hết nu rồi nha chị Trờ An ơi. Rồi em quán chị luôn xanh đậu này 50 nè. Rồi xanh đậu 50 mấy chị, xanh đậu cho em luôn 50 nha, với 55kg nè. Xanh đậu cho em luôn 50 với 55kg nè. Xanh đậu xanh đen mấy chị, xanh đậu xanh đen với màu đỏ nha. Hết nu rồi. Rồi đây một siêu phẩm áo khoác lửng cho em luôn mấy chị nè, cao cấp xịn luôn nè. Trời ơi, cái này là cổ cao nha mấy chị ha, mà cái phôm này á là phôm theo này. Hai bên của nó là có túi dây kéo mấy chị và sọc tay nữa. Trời ơi, cái mẫu này đỉnh luôn. Áo khoác này là cực đỉnh cho mấy bà luôn nhé. 85.000 cho em. Rồi lên cho em luôn khoác hồng 85 mấy chị với 55kg. Xanh đậu 50 cho Lăng Huỳnh Thích Quang.
Rồi lên cho em luôn, phát hồng là 85. Chắc này là giật không bị xệ đâu. Đỏ đô 85, đen 85, màu vàng 85 nè, màu gạch nè, màu xanh đậu nè. Trời ơi, khoác này đẹp quá mấy bà ơi, hàng Quảng Châu xịn luôn. Dây kéo xịn, túi thì có dây kéo nữa. Tập đồ hết đẹp lắm. Rồi lấy xanh đậu chốt giùm em luôn, xanh đậu đỉnh luôn á trời. Áo khoác này hơi bị đã luôn nha mấy bà ơi, mặc lên hơi bị đẹp luôn á mấy chị. Dây kéo xịn giùm em luôn nè, hai bên của nó là có túi dây kéo luôn nha. Nè áo khoác phông đũng này đẹp lắm, 85.000 một cái hả. Cái này là hàng cô tông nha mấy chị ha, nên là nhập nó không bị xù bị xệ gì hết. Rồi lấy khoác lửng này chốt giùm em nha. Cái này khoác lửng 85.000, xanh đậu, gạch vàng, đen, nu, hồng. Rồi lấy khoác lửng này chốt giùm em nha. Đó, khoác này là phông lửng này nha mấy chị. Cổ cao như mọi người nha, hai bên của nó là có túi thôi. Túi thôi, túi dây kéo cho mấy chị luôn ha. Mặc lên là phông cổ cao như vậy. Rồi chị nào lấy khoác đang mang thì chốt nha, 85.000. Có đen 85 như nụ ánh nè. Rồi chị nào lấy chốt mấy chị, màu hồng, màu xanh đậu, màu gạch, màu vàng, màu đỏ đô, màu hồng đang mang nha mấy chị ha. Và màu đen, chị nào lấy chốt ha, khoác này đẹp mà. Xanh đậu 85 mà chị. Hay là gì chị Hương Nguyễn ơi, xanh đậu bao nhiêu tiền chị ơi? Cái gì đó. Có đen 85 thì chị Loan Loan nè. Cọc bộ như chị. Cọc cái rố chị 50.000 bộ. Hương Nguyễn lấy xanh đậu gì đây chị ơi? Xanh đậu bao nhiêu tiền? Rồi caro hồng này cho em luôn 50 mấy chị nè, dưới 56kg nè. Caro hồng cho em luôn 50 với 56kg giùm em. Rồi bộ này mặc nhà má. Caro hồng 50. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị nè. Caro xanh cho em luôn 50 với 56kg nè. Đây chị nào lấy chốt. Khoác tấm lông xanh đậu luôn nha chị. Đào Nguyễn nghe số đi chị. Khoác này giặt không bị xù bị xệ gì đâu nhá. Rồi tiếp giùm em luôn là đỏ đô nè. Đỏ đô cho em luôn 85 nè. Đỏ đô 85 nè. Hồng 50 cho chị Từ An nè. Đào Nguyễn không không mấy chị đang Nguyễn Thanh số đi chị. Ra ra có cái gì này còn. Rồi anh lấy đỏ đô chút giùm em luôn, đỏ đô nha, đỏ đô 85. Rồi xanh đậu luôn cho chị chăm dâu quan kia được ở đơn rồi đó. Xanh đậu luôn cho chị Hương Nguyễn là có số nổi trên. Caro hồng, caro xanh cho Quỳnh Như lên xích hộ đi chị ơi. Rồi, ở ngoài kia còn caro không em? Đỏ đô 85 luôn cho chanh dâu. Đỏ đô 85 chanh dâu. Áo khoác xanh đậu hết rồi chị Lương Yến ơi. Rồi hồng đông ai chị nào lấy chốt nha. Lên mấy bộ 50 đem đợi xíu thêm xíu đi chị. Rồi, hồng 50 luôn cho Ly Nguyễn. Khoác hồng 85 cho Ly Nguyễn. Đặt đơn hai cái cho bên em đi đơn với nha. Ai lấy hồng đông mai thì chốt, cái này 120 tại shop giờ sale 85.000. Quỳnh Như lên số đi chị. Rồi khoác vàng cho em luôn 85. Vải này là giặt hoài không xù không xệ luôn á. Hàng theo mấy chị mà hàng xịn nha, dây kéo bên hông nữa này. Thành phố nhưng bên em không nhận đơn đâu chị. Rồi khoác hồng 85 nè. Khoác hồng khoác vàng chứ quên. Cái này là phong phong lực mấy chị ơi. Rồi lên cho em luôn khoác vàng nè. Khoác đỏ đô này. Khóc gạch nè, đấy chị nào lấy chút thêm nè. Hai bộ caro áo khoác là đô 85 nè chị. Ra ngoài kia coi có còn bộ caro không em. Thôi dây nãy còn không. Rồi chị Hương Tràm này, caro khoác đỏ đô nè. Khoác đẹp quá trời. Ok chị Quỳnh Như nhá. Rồi em có khoác màu đen nữa nè. Gì vậy? Rồi hai bộ đó, cái này ba cái này cho chị đó. Rồi caro hồng luôn nha chị, da hăng này, ghé ok chị ghé sớm giùm em nhé. Caro đen này nãy chốt cho cái gì có gì mà
cái gì Yến Nhi rồi sáu ghé đó cha. Ờ à, cái gì đó. Ờ. Hồng 85 đang mang chị Nương Yến nè. Caro Hồng 50 chị ăn Na Lê nè. Caro Hồng 50 luôn cho chị Trang Toản nè. Hôm nay là quá đỉnh nhiều hàng luôn. Rồi Phước Hồng 85 cho Mỹ Tường Dân lên số hộ đi chị. Đấy đang mang nè. Rồi lên cho em luôn khoác đen nè. Đặt hàng lên số cho em nha. Rồi lên cho em luôn khoác đen mấy chị. Bữa nay đồ ngủ mặc nhà đồ nhiều lắm. Dây sexy rồi gì cũng nhiều. Rồi đỡ đôi cho Xuân Trần luôn. Ok tình yêu. Ở đâu còn cái hết ở đôi luôn. Rồi khoác đen cho em luôn 85 nè. Khoác đen cho em luôn 85 mấy chị. Đen huyền thoại. Khoác đen cho em luôn 85 nha. Dưới 56-57kg. Ta đôi chiến nhi rồi em. Khoác đen cho Thảo Ly nè. Còn cái đen đó chị nào lấy chốt nè. Chốt hai bộ ngủ hai dây 60k không vậy có chốt kem hai bộ ngủ hai dây 60k không. Thảo Nhi có đơn đâu. Thảo Nhi hồi nãy có đơn không? Hồi nãy như hết rồi á, không chốt sao á. Em còn đây nè, em còn đây nè chị, em còn số 1 ri này để em like lên luôn cho nha. Rồi lên cho em luôn khoác đen nè 85 nè. Có đang mang phong lũng mấy chị hàng Quảng Châu nha, dẫn không bị xệ vải đâu, hàng xịn nha, hai bên có dây kéo nè. Em đi xe mới giữ 85 nha. Rồi khoác gạch cho em luôn 85 nè. Em còn màu gạch nha, em còn màu đen nè, em còn màu vàng nè và em còn màu hồng trên người nha. Chị nào lấy thì chốt thêm cho em nhé. À đây khoác chốt thêm đi mấy chị. Rồi caro em còn vài bộ nữa nè, bán cho hết nè. Em có caro màu đen nữa nè, màu đỏ nè. Màu vàng, màu xanh đậu nè, chị nào lấy thì chốt thêm nè. Sao chị đi không bán lấy cho chị. Rồi khoác hồng 85 luôn cho chị. Địa cô nè, bữa chốt đơn có được không? Bữa cái đơn địa cô của em có chốt đơn được không? Địa cô có gọi được không Phượng? Bữa đơn nhiều nhiều mà mở bên đây nè. Chú không chốt đơn nè. Cái đơn mỗi ngày bữa hôm qua chị muốn đây nè. Bé nó lái cho chị với em đâu có biết đâu. Rồi khoác đen luôn cho chị Huệ bán nè. Phẩm yoga là 130 thôi chị, ship Sài Gòn không nhận nha chị. Rồi cái này chốt giùm em nè. Thảo Nhi em đặt nhưng mà không thấy chốt là sao? Ý là chị mới mua cái like này hả chị? Là nãy hết rồi em không đọc cho chị. Bây giờ cái đó em còn số 1 ly thì đợi xíu em like lại nha. Phát vàng luôn cho dê Lê Diễm 85 lên số đi chị ơi. Còn bằng chảy đến răng không? Còn chị đợi xíu đi. Đặt hàng lên số đi chị. Rồi lên cho em được, không có vậy. Không có. Địa cô mới chị đặt hàng quá trời luôn, đâu có chốt đơn được đâu chị. Không chốt đơn được mà sao đặt được hoài vậy? Khổ ghê á. Mua hàng mấy chị phải giữ máy giùm em chứ, em đem nó không cho mấy chị vô đặt chơi hay sao? Đặt hàng nếu cần thiết thì mấy chị mua, mấy chị vô mấy chị đặt thì em cảm ơn nha. Còn mà vô đặt chơi, đặt anh hùng bằng phím bằng cào gì đó thì đi ngủ giùm em đi mấy chị, thật sự luôn á. Người ta ngồi nói rát hết mồm ra. Rồi xanh đậu 50 cho chị Việt Bắc Nguyễn Thị nè, xanh đậu còn bộ 50 nè. Rồi caro vàng nè, caro đỏ, caro đen nè, chị nào lấy chốt nha. Nhiều chị đặt thì đặt nhiều lắm mà chút đơn không được đâu. Rồi cái này chốt giùm em luôn nè. Rồi tiếp giùm em luôn nha mấy chị. Bữa chị địa cô bữa chốt thì chị được không? Chứ bên em có đơn mà gọi hoài không được hay sao á. Phải không? Rồi em chốt giùm em luôn caro đen 50 nè. Đỏ 50 cho Quỳnh Như nè. Thêm một vàng Việt Bắc Nguyễn Thị nè. Rồi lên caro đen giùm em luôn 50 nè. Đỏ hết rồi chị Khánh Hà ơi. Còn hồng nè. Rồi hồng cho em luôn 50 nè. Rồi em còn hồng 50 mấy chị, hồng 50. Hồng 50 nha, màu đen với màu xanh còn 3 bộ là hết nè. Rồi khóa đang mang cho em luôn mấy chị ơi, gạch nè. Gạch này cho em luôn 85 ngàn nha. Rồi hồng luôn cho Khánh Hà nè. Ở khóa đang mang còn màu gạch, màu hồng với lại màu vàng cho em luôn 85 ngàn một cái. Còn mấy cái là hết luôn nha. Võ Kiều Văn hết rồi chị, hồng hết rồi, em còn màu đen với màu xanh 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 đậu được không? Rồi gạch 85 đang mang áo khoác luôn cho chị Khánh Hà 85 nè. Rồi lên cho em luôn là xanh đậu đi còn bộ nè. Hết vàng 50 rồi chị ơi. Rồi này chốt giùm em luôn là xanh đậu 50 với lại đen 50 này, còn hai bộ là hết nè. Lấy đen rồi chị, rồi đen cho Võ Kiều Văn, còn xanh đậu hốt luôn cho bà Nhi đi là hết luôn bà ơi.
chị cái áo mà hôm qua có ý là chị đưa số điện thoại nhưng mà bên em chốt đơn không được, có chị hiểu không? Chứ bây giờ chị đưa số điện thoại mà chị không nghe máy thì làm sao mà có chốt đơn được. Chứ còn mua hàng là phải có số điện thoại rồi, mà em gọi hoài là chị không nghe máy. Khổ lắm, buôn bán vậy đâu khổ lắm các bạn. Hô lên em không có số là em hô liền cái miệng em lên, cho người ta nghe, người ta cho lên số liền. Chứ thì người ta đi ngủ mất rồi, rồi sao mà lên số được. Khóc vàng hả chị? Khóc vàng Lê Diễm lên số điện thoại cho em. Ai tên? Ai tên gì? Lê Ly. Thảo Ly với chị. Thảo Ly. Thảo Ly chưa có số luôn. Hồng Khánh Hà chị. Hai số mình hô lên liền lên. Rồi xanh cho Trâm Bách 50 này, Lê Diễm lên số đi chị. Rồi cái bộ dây này nãy chị là hỏi mà 60 ngàn nó chốt giùm em đi mấy chị. Rồi lên cho em luôn là kem 60 nha mấy chị. Xuân Trang chưa có số nè. Tên gì? Xuân Trang. Xuân Trang đặt hàng lấy số điện thoại đi chị ơi. Ai nữa? À, Thảo Ly, Lê Diễm. Thảo Ly, Lê Diễm đặt hàng mấy chị lên số luôn cho em đi mấy chị. Rồi kem cho em luôn 60 với 56kg nãy chị nào bộ này. Chị coi chị sao gọi là không thông điện thoại cho chị được. Đặt em bán hàng em phải gọi điện thoại chứ em. Chẳng lẽ em lên live để em ngồi em chơi. Em chốt chơi. Rồi cái này chốt giùm em luôn chị, kem 60. Bộ caro đó mét rồi chị Linh cấp quay qua một tháng cho chị. Rồi kem này cho em luôn 60 với 57kg. Đẹp cực đẹp luôn. Dây mặt nhà. Màu kem nè, màu xanh đậu nè. Màu đỏ đô nè, màu nu nè. Xanh đậu nè, xanh reo nè. Màu hồng nè, màu đen nè. Rồi màu đỏ cho em luôn nè. Gì đây? Màu lao gì vậy? Tiểu thư số 9 là xíu đi em ơi. Rồi kem này cho Diễm Xuân Càng cho em xin số nè. Kem 60 Thảo Dương Gá nè. Hồng 60 Việt Bắc Nguyễn Thị nè. Quỳnh Như giữ máy đi chị, xíu bên em gọi điện chốt đơn nha chị nha. Hồng cho Khánh Hà chưa? Không bán kìa. Em ghi cho ốc quán này cho Khánh Hà chưa? Chưa. Người ta có số điện thoại ghi Hồng kìa trời mà che á. Hồng có caro đỏ rồi em ghi vô chưa? Chị bỏ cái ốc quán vô thì người ta qua đơn 1 thì Phượng. Qua đơn 1 kìa ghi số điện thoại vô gơ chưa mà dục qua rồi xíu lại không có số. Đi rồi. Bộ đăng like là 60 ngàn chị. Một kem với màu xanh rêu hả? Kem nè, xanh rêu nè. Hai bộ này em chốt chị Thảo Nhi nè. Mấy chị đặt hàng lên số điện thoại luôn cho em nha. Chứ bây giờ mà không có số thì có hổ qua hổ lại biết hả? Chị Thảo Nhi chưa có số điện thoại. Hết kem rồi chị ơi. Xanh đậu số 10 cho chị Hằng Nga Trần Thị nè. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị ơi. Màu nu nè. Rồi nu này cho em luôn 60 mấy chị, dưới 57kg nè. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị. Rồi nu cho em luôn nha. 60. Nu 60 với 57kg nè. Em ở 59 Đức Linh Bình Thuận chị ơi. À, của em là một bộ caro màu hồng hả? Với lại một áo khoác cặp 85 coi đơn Khánh Hà thử. Một khoác gạch, một khoác hồng, một cái bộ caro. Caro màu gì? Màu hồng gì á, hồng gạch gạch đó đúng không? Ai? Khánh Hà. Đưa coi hả? Đó, chúng ta lên kiểu gì. Bỏ cái áo khoác màu gì đó ra đi. Lấy một cái màu gạch với một bộ caro hồng. Nu luôn nha chị Công Lam. Lấy cái chị, cái đây là cái gì mà dục qua đây vậy? Xả ra cái này khách, cái này mới đúng không? Mới mà cứ banh banh ra chi vậy? Bộ này mà đặt nồi hồng đặt hôm qua. Có bán bộ này bao giờ đâu mà đặt cái bộ này hôm qua. Bộ này 60kg vừa chứ. Rồi nu này cho em luôn mấy chị, 60 cho Công Lam. Dục tay đi. Sao mà dục cái áo khoác đó? Chị kêu. Em đặt cái comment của người ta đi em ơi.
em đọc dùm chị cái comment cái đỏ cho việc bắt Nguyễn Thị nu số 10 cho Nguyễn Tường Nhơn. Thuốc xịt tóc là thuốc gì chị? Xịt tóc là thuốc gì? Kem xanh đi cho Thảo Như rồi. Xịt tóc là dưỡng tóc hay là cái gì chị? Rồi cái này chốt dùm em luôn là reo nha, 60. Rồi reo này cho em luôn 60, chị nào lấy chốt nha, reo 60 nha. Reo 60 với 57kg nè. Reo 60 với 57kg. Rồi tiếp dùm em luôn là đen 60 mấy chị với 57kg dùm em nha. Lấy thêm bộ này chốt, bên em gỡ bưu điện chị. Rồi đen cho em luôn 60 với 57kg nè. Rồi còn 4 bộ là hết rồi mấy chị ha, đỏ đô. Đỏ đô dùm em luôn 60 với 57kg. Chị Thảo lên lên số điện thoại. Ai lấy đỏ đô chút dùm em đỏ đô nè. Xanh đậu còn bộ cho Đinh Yến lên số đi chị. Có đầm giống vậy không Nhi, đầm gì chị? Gì? Bộ đang mang đâu đầm đâu. Rồi chị nào lấy chốt dùm em ha. Đẹp lắm. Rồi đỏ đô dùm em luôn 60 với 57kg nè. Đinh Yến chưa có số điện thoại luôn. Rồi đỏ đô này màu đen vậy với màu xanh rêu nha, còn 3 bộ ha. Đỏ đô cho Trâm Bích lên số điện thoại đi chị ơi. Bờ này cho chị Công Lam luôn nè, chị lấy luôn kìa, 89 nè. Đỏ đô hết rồi bà. À cái tích mẫu tóc bưởi còn chị ơi, 48.000 chai. Nu số 10 Tường Như có rồi bà, đặt hàng nghe nghe Nhi đọc tên dùm Nhi với nghe chứ đọc qua rồi làm cái nhớ không. Rồi cái này chốt dùm em luôn nè, cam nè. Rồi cam lửng này cho em luôn 55.000 mấy chị với 57kg nha. Công Lam lên số đi chị. Có đơn nữa gì mà. Có đơn chưa có số. Hết quen. Rồi cái này chốt dùm em luôn nè. Rồi đen cho em luôn mấy chị, cam 55.000 bộ lửng nè, cam 55. Cam 55 dùm em luôn ha, màu cam nè, màu đỏ nè. Định Yến chưa có số, Thảo Lưu chưa có số. Đó, với lại màu xanh này cho em luôn. Còn 3 bộ là hết ha, 55.000 bộ lửng. Công Lam có số kìa, chưa có phía sau. Đưa 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 cái xếp lên phía sau rồi đây. Ờ đúng rồi, chưa có đây. Chị nào mà đặt đơn một quá lựa thêm cái nữa đi đơn nha, chứ đơn một cái là xíu em xả không có chốt đơn được đâu nha. Đặt hàng thì giữ máy giùm em rồi chốt đơn nha mấy chị. Mua trên hai cái giùm em đi đơn nha, một cái là bó bó giờ luôn á. Thảo Dương Nguyễn Hồng Như với Thảo Ly lên số. Thảo Dương ghé. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị, một cái xích nu này siêu đẹp luôn nè, trời ơi xích nu quần vô xì nha mấy chị, đẹp lắm. Rồi đen cho em luôn xích nu này 99.000 nha. Áo này tơi lỡ này đẹp chưa? Xích nu cho em luôn 99.000. Xích nu 99 mấy chị, cái này là dạng ngố đùa nè. Hôm này 57kg ăn vừa luôn ha. Xích nu 99 với 57kg. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị ơi, xích xanh. À lấy xích xanh chốt giùm em luôn, xích xanh mấy chị, cái quần này đẹp lắm nè. Cái quần này là dây kéo rồi có nút luôn mấy chị, xinh lắm, nguyên một set là có 99.000 à. Rồi lên cho em luôn set hồng 99 nha mấy chị nha. Rồi set hồng cho em luôn 99. Cái này Thảo Ly. Đẹp vậy. Ôi này nãy em đọc set xanh đúng không? Đọc tù lao tù lao. Thảo Ly lên số chị Nguyễn Hồng Như chưa có, Nguyễn Tường Như chưa có số. Set xanh cho hình anh Nguyễn lên số đi chị. Xanh sao có một bộ à. Nguyễn Hồng Như lên số giùm em nha. Cái này chốt giùm em luôn set xám. Ai lấy set xám chứ set xám. Áo thun trắng không có đâu chị. Xích xám cho em luôn 99.000 với 57kg nha. Nguyên một áo một quần luôn đẹp lắm nè. Rồi xích xám cho em luôn 99.000, còn cái đẹp lắm. Một đơn xuống lấy được không mà chị, xuống lấy được nha. Xích xanh hết rồi chị, vàng son em còn có màu xám thôi à. Mẫu này là có màu xám mà nhiều thôi chị, màu xám thôi. Rồi lên cho em luôn á chị ơi, xích bi. Lên cho em luôn mã xích bi mấy chị, 99.000 nha. Dưới 58kg nè. Trời ơi xích bi này đẹp chưa, Barbidol nha. Mình bật mấy quạt ở đây có không ạ? Trời ơi nó quay. Rồi lên cho em luôn xích bi mấy chị, 99.000 với 58kg nè. Chị nào lấy xích bi, có xích bi. Xích bi. Vàng son nãy mới có bộ chứ mấy. Phải không? Vàng son mới có bộ mà chị, đựa thêm đi. Rồi bi ngọc diệu nè. Còn 52. Rồi ai lấy bi chút bi nha, còn bộ bi là hết luôn nè, xếp là hết rồi.
Thế còn một bi? Một bi nhiêu chị? 99. Ra ngoài Nguyễn Tường Như với Thảo Ly không có số. Nguyễn Tường Như đã có đơn bên kia rồi mà. Hôm qua một bộ, chị hôm qua một bộ xả đơn ra rồi. Một bộ là đâu có giữ đơn đâu. Đặt ốc khoác hồng gì đó kìa. Hay là có Nguyễn Tường Như thì ghi qua cho bà kia. Một hộp có trang màu xanh. Lấy một hộp có trang màu xanh 25 luôn cho Trinh vỏ. Rồi lên cho em luôn mấy chị ơi, bộ trắng hàng cô tông này đẹp lắm nè. Rồi bán cho mấy chị luôn bao nhiêu đây, 65 ngàn. Rồi lên cho em luôn trắng 65 ngàn mấy chị, dưới 57kg cho em nhà bao đẹp luôn nè. Rồi trắng này cho em luôn 65 ngàn mấy chị, trắng 65 dưới 57kg. Phải mà không được là rồi bộ trắng 65 cho Huỳnh Anh Nguyễn nè. Lê Thị Mai Hăng có em. Đơn 1 em nó gá là chị để mà. Nhắn tin giữ đơn chị, nhưng mà đơn 1 bên em đâu giữ đơn đâu. Em đâu có nhớ đâu, nó giữ đơn thì em ok thôi, em đâu có nhớ ai đâu. Đơn 1 là bên em không có giữ đơn đâu chị. Rồi này chốt giùm em luôn nè. Trắng luôn cho Ngọc Diệu 65 này. Đơn 1 nếu mà gá thì gá tới lấy ok. Mà đơn tỉnh đơn 1 là em xả luôn, đâu có nhớ đâu. Rồi đen này cho em luôn 65 nè. Rồi đen cho em luôn là đen 65, trắng 65 nha. Cái này cô tông thái đẹp lắm. Đen 65, trắng 65. Này em còn mấy bộ này, chị nào mấy chốt mặt nhà đã. Đen 65, trắng 65 nha. Rồi cái này chốt giùm em luôn mã 3D gì đây nè. 3D đùi. Rồi 3D đùi này cho em luôn mấy chị, con bò 250 ngàn một bộ cực mát luôn. Nè côm nó co giãn như mấy chị nha. Cái này chốt giùm em luôn 57kg ăn vừa mấy chị đẹp lắm. Rồi lên cho em luôn là vàng. Vàng 50 ngàn với 57kg. Rồi chốt giùm em luôn là đỏ nè, cái viền màu gì là cái quần nó màu đó. Sài Gòn chưa nhận đâu chị Huỳnh Ngọc ơi. Rồi lên cho em luôn là đỏ mấy chị 50 ngàn. Trời ơi cái bộ 3D này vải nó mắc rượi luôn á. Rồi đỏ này cho em luôn 50 mấy chị với 57kg. Màu đỏ màu vàng nè, màu xanh nè, màu đen nè. Cái cổ màu gì á là cái quần đốm đốm màu đó mấy chị nha. Màu hồng nữa nè. Đen 65 cho tí lị nè. Đen 65 cho Ken Bi nè. Chốt hai cái thì đơn giùm em nha, ok Tường Như nè. Bộ 3D con bò này mặc cực mát luôn nha mấy bà. Rồi lên cho em luôn là hồng 50 mấy chị với 57kg nè. Rồi hồng 50 với 57kg giùm em dễ thương quá à. Bộ này mang đỉnh. Dưới 57kg chị ơi, vàng 50 cho Thúy Nguyễn. Vàng 50 Thúy Nguyễn. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị ơi, đen nè. Rồi đen cho em luôn 50 mấy chị với 57kg nha. Cái bộ này mặc nhà thôi á. Đen 50 với 57kg. Rồi cái này chốt giùm em luôn là xanh 50 với 57kg nha. Cái bộ này mặc sướng lắm luôn á mấy chị. Con mình mang cũng được đó. Đen 50 cho Thúy Nguyễn nè. Đen 50 Thúy Nguyễn. Đỏ 50 cho Đinh Yến. Chốt hai cái đi đơn bất kỳ cho em nha. Rồi lấy xanh chút xanh 50. Xanh 50 với 57kg. Rồi bố chị đi ngúa ra đây cha. Ở trong cái góc kia kìa. Hồng 50 cho Trần Bảo Ánh Dương này 50 nè. Ngố có con chuột với lại mấy cái quần quần họa tiết ở ngoài đó. Không, không phải đâu, cái hàng trong này. Hàng trong này. Ở phía trong. Ở phía trong có mấy bộ ngố đó. Rồi ai lấy đỏ chút đỏ giùm em luôn 50. Màu đỏ, màu vàng, màu xanh, màu đen, màu hồng. Đỏ xanh vàng đen 50.
ơi, lên dây ngủ sexy này cho mấy bà luôn, có mất ngực này. Đẹp lắm. Trời ơi, hơi bị bánh bèo luôn á. Không, ý là đóng ở trong này nhưng mà ở phía trong này em hiểu không? Là cái hàng này nè. Ừ. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị ơi. Hồng bồ ngủ sexy nha, siêu đẹp luôn, 55 ngàn có mít ngực nè. Rồi lên cho em luôn là hồng 55. Ờ, đồ bộ con chuột đồ ra thì em coi ngúa nào thì em đem lại đây. Rồi cái này chốt giùm em luôn là hồng 55 mấy chị. Đẹp lắm nè. Có mít ngực nha. Hồng 55 ngàn với 55 ký. Bồ ngủ sexy có mít ngực. Lên cho em hồng 55 này, màu gì đây? Rồi đen nè, đen 55, đỏ đô nè, xanh đậu nè. Rồi màu vàng mấy chị, màu vàng nè, màu xám nè. Rồi màu xanh rêu giùm em luôn mấy chị ha, dây ngủ sexy. Trời ơi, lâu lắm rồi mới được về cái mẫu này, mấy bà mang vô nó hơi bị yêu luôn. Rồi xanh, trời ơi mấy chị coi cái màu xanh rêu này, ở nó sang chưa? Xanh rêu giùm em luôn 55 ngàn mấy chị với 55 ký nha. Ai lấy xanh rêu, chút xanh rêu nè. Rồi lên cho em luôn xanh rêu, đẹp quá à. Lâu lắm rồi mấy chị, chắc 3-4 tháng rồi mới về được mẫu này. Hồng 55 cho nhóc lớp nè. Màu xanh rêu 55 nè, màu xám nè, màu vàng nè, màu xanh đậu nhá. Màu đỏ đô, màu đen, màu hồng. Rồi em thấy cái màu nào nó cũng đẹp luôn á mấy chị ơi. Ai lấy dây ngủ đây chốt 60. Dây ngủ này thì chốt nha. Đẹp quá trời đẹp luôn. Này ơi cái màu đỏ đô này, sao mà mang nó xinh xỉu luôn á mấy bà ơi. Rồi chị mua hàng vậy thôi chứ, mua la mà chị cứ đổ tới đổ lui thôi chứ chị. Đỏ đô 55 cho Thanh Phượng này. Lên like thì người ta không có chốt. Em thì không có nói gì chị, nhưng mà đồ cũ chị xả lấy đồ mới thôi mà được chị. Rồi cái này chốt giùm em luôn là xanh đậu. Đồ người ta đặt không có mà chị tới chị xả đồ cũ chị lấy đồ mới. Lấy cái này lại lấy cái ri này cho nên này nè. Có cái mít ngực mà vuông vuông đây này nè. Rồi rêu luôn cho chị tí nị. Đỏ đô hết rồi kênh kênh kêu ơi. Rồi rêu cho chị tí nị nè. Rồi cái xanh đậu này đẹp cho 55 ngàn nha. Rồi xanh đậu cho em luôn 55 ngàn. Ai lấy xanh đậu xứ xanh đậu đỉnh quá. Long an thì tùy chị, Long An thì chở chỗ nào. Rồi xanh đậu nè 55 ngàn bộ hả. Sexy có mất ngực. Rồi cái này chốt giùm em luôn là vàng 55 nè. Vàng đẹp dữ nè. Vàng 55. Rồi vàng cho em luôn 55. Màu vàng, màu xanh đậu, màu hồng, màu đen, màu xám. Chị nào lấy chút thêm nha, qua mẫu nha mấy bà ơi. 55 ngàn bộ nha. Hôm nay lai tôi trắng trắng vậy ta. Mấy cái mỹ phẩm này đây. Mấy giấy rồi bằng phải đi răng rồi đây. Lấy giấy có chút rồi đây. Với bằng chải. Đưa đợt chị ta. Không có rêu đâu chị, hết rêu rồi. Màu xanh đậu, màu hồng, màu vàng, màu xám, màu đen nha. Rồi hộp chỉ này cho em luôn 45 ngàn. Phường 5 á em là cái nào là sao chị? Chị phải chốt cho em là cái địa chỉ rõ ràng chứ em ở đây em đâu có biết cái phường 5 là cái phường nào. Rồi chỉ cho em luôn 45 ngàn một hộp. Chỉ cho em luôn 45 ngàn. Chị nào có chỉ chút chỉ cho em nha. Chỉ 45 ngàn. Chỉ 45 ngàn. Rồi cái này chốt cho em mấy chị ơi. Xanh đậu luôn kem đi chưa nè. Vàng hả? Vàng 55 luôn chị. Vàng sao ok chị nè. Bộ ngủ này em còn màu hồng nè, màu xám nè, màu đen nè. Ba màu nha. Rồi hộp chỉ mấy chị, hộp chỉ siêu đỉnh luôn á, 45 ngàn hộp chỉ đầy đủ tiện nghi.
hộp chỉ 45.000 cho bà Nhi. Đen 55 cho ngăn tạ nè. Giấy gốc rất có luôn chị ơi, còn ít lắm. Bực liền đi có 6.000 cục 300 tờ nè. Nè giấy gốc rất nè chị, một cục 300 tờ nha, có 6.000 một cục thôi. Trời ơi, khách em mua nhiều lắm chị ơi. Giấy gốc rất chị, 6.000 một cục 300 tờ. Chị nào lấy giấy gốc rất thì chốt. Giấy gốc rất một cục 6.000 mà 300 tờ. Xem bộ ngủ rồi chứ nãy giờ chị đi đâu? Cái bộ ngủ nó đẹp vàng mà chị đi đâu mà chị không coi? Lâu lắm rồi mới về được lại bộ ngủ này nè. Vàng son lên số chị. Có đơn rồi mà. Lấy lộn á, vàng Nguyễn chứ không phải vàng son. Vàng son chưa có như vàng. Ủa sao kỳ vậy? Rồi chị Tường Vi này, chị ở đâu đây chị ơi? Một thùng mình như bao nhiêu nhờ? Thùng là 30, bao nhiêu ta? 30 cục hả? Bao cục sao để xíu em coi thử. 6.000 một cục nha. Rồi 105 cục cái lấy ok nè. Vỏ mai dùng hôm qua gì, vỏ mai đi đơn chưa? Vỏ mai hôm qua đứa này chút đơn đi chưa? Biết ở trên này có cái nào vỏ mai. Vỏ mai hôm qua có ai gọi điện chút đơn cho chị chưa? Tiệm sơn nhập tên đường 30 tháng 2 chỗ giữ hả? Lấy một thùng giấy gấu trúc cho từ Vi ghi vô. Chị vỏ mai có ai gọi điện chút đơn cho chị chưa? Hai cục cho chị trên vỏ nè, dồn đơn cho chị nè. À lấy giấy chút giấy đi mấy chị, giấy này sướng lắm, giấy gấu trúc mà sướng. 6.000 một cục hoàng quá đỉnh luôn. 6.000 một cục với chị nha. 6.000 một cục giùm em 300 tờ. Này em bán quanh năm luôn, bán hoài đó chị. Khách xài thích lắm. Rồi sám này cho em luôn 55.000 nè. Sám này cho em luôn 55.000 mấy chị với 55kg nha. Đó, bộ ngủ á. Lên cho em luôn là sám 55 này, màu đen là màu bao sang rồi. Này, đen này bao sang luôn. Đen này cho em luôn 55.000, chị nào lấy đen chút đen nè. Đen 55. Rồi đen 55, hai giấy Nguyễn Yến ghé lái nè. Hai cục giấy luôn nha chị. Ly Trần này nãy chung đơn với Thanh Trà chưa? Mở vô chưa? Ba cục giấy luôn nha chị. Văn Nguyễn nè, Vàng Nguyễn gì nè. 6.000 một cục có 300 tờ. Vỏ mai hôm qua có ai gọi điện chốt đơn như chị chưa chị? Đơn chị nào mà chốt rồi là đi rồi á. Rồi ai lấy đen 55, chút đen 55 giùm em nha. Đen 55 hình như một thùng của nó là 30 cục hay sao á chị ơi. Nó nhớ 30, 35 gì á. Nhớ nữa. Rồi 5 cục luôn cho chị Trờ An nè. Rồi hai cục giấy luôn cho chị Võ Kiều Văn nè. 5 bàn chải luôn ok chị nè. Rồi lấy giấy chút em giấy đi mấy chị. 6.000 một cục 300 tờ. Quá rẻ. Chắc giấy dài lắm mà không thích ứng với bao bì nha. Mấy chị xài thích lắm nha. Rồi giao hai thùng cho Tường Vi luôn. Ghi hai thùng vô. Rồi cái này chốt giùm em luôn là hồng 55. Hồng cho em luôn 55 nha. Chị nào lấy chốt nha. Hồng cho em luôn 55 với 55kg nè. Hai bên có túi nè. Rồi màu hồng nè, màu nu nè, màu xám, màu đen nè. Đấy, chị nào lấy áo khoác lấy bộ này chốt. Đen 55 cho Kenny Trương nè. Nãy chị kia là vàng son hả? Vàng son hả? Vàng son, nhớ chị đặt có cái gì mà ta. Bộ ngũ xám chị ăn kim nè, 55 nè. Trà Vinh nè chị, Trà Vinh của chị dân không dăng dây, không ôm tỏa, nhận đơn bình thường đem đi được chị. Đang 55 luôn cho chị Ngọc Trúc này, chia chốt luôn nha chị nha. Rồi ba cục giấy luôn cho chị Đăng Khôi Nguyễn Trần lên số đó chị. Ba cục giấy Đăng Khôi Nguyễn Trần này. Hồng 55 cho chị Chanh Dâu ok chị nè. Ai lấy giấy chốt thêm đi mấy chị. Rồi 5 bằng chải ok chị Bằng Son. 5 bằng chải cho chị Đăng Khôi Nguyễn Trần. Bằng chải đợi tí đi em bác. Bằng chải em cũng còn ít lắm. Còn. Rồi cái này chốt giùm em luôn là nu 55 mấy chị, ngủ nè, ngủ có mất ngực nhá. Ngủ lụa có mất ngực. Rồi đang cho em luôn là nu 55 mấy chị với 55kg. Nu 55 với 55kg. Nu 55. Nu 55. Tiếp giùm em luôn mấy chị, đỏ 55, hồng 55.
màu kem, màu xanh đậu, màu tím, màu xám, màu hồng, màu nu, giùm em nu 55.000 bộ ngủ ha. Đây, còn vài bộ nữa là hết luôn nè mấy chị ơi. Có điện thoại con có điện thoại chị không? Hết đen rồi chị ơi. Ô cái mẫu này hết đen mùi, hết đen mùi. Cho bên nhà hàng bình thường em gỡ vô điện thì được chị. Có ai thấy cái điện thoại của mình đâu không ta? Ba ba chín bốn. Dưới đây nè. Đâu? Dưới cái đống đồ đây nè, chỗ ngồi á. Kì vậy? Đưa chị phát. Ba bằng trả luôn cho ly Trần này. Giấy một cục giấy có chút cho Tâm Dubai cái lấy hả em? Chốt đi em, cứ chốt đi. Dạ đúng rồi. Dạ. Nghe nghe rồi. Alo. Đỏ hả tí nị. Đỏ tí nị nè. Nu rồi, nu cho Bảo Ngọc. Nu. Cha cha mà đi người ta quá cha không biết chơi đó. Dạ từ từ anh nói lại cho cái nu đâu ta? Nãy đọc màu nu này đúng không? Nu này cho Bảo Ngọc này chung đâu có túi trinh ghé lấy nè. Đen 55 đâu có đen, em hết đen nữa em ơi. Còn màu hồng nè, màu nu nè, màu xám nè, màu tím nè. Đấy, chị nào lấy thì chốt nha. Hết đen rồi em. Rồi ai đấy tím, chút tím giùm em luôn 55.000 nè. Rồi cái này chốt giùm em luôn là tím nè. Tím 55. 65kg còn mang được ấy. Rồi tím này cho em luôn 55 nè, màu xám nè, màu hồng nè. Màu nu nè, chị nào lấy bộ ngủ chút thêm nha, còn mấy màu này thôi. Lấy bộ đâu mang cho Quỳnh Hương ghi đi em. Mong người ta mang bầu còn mang được mà. Rồi lên cho em luôn bộ đang mang mấy chị nha. Em còn nè. Màu xanh 70 nè. Màu môn 70 nè. Màu gạch 70 nè. Màu hồng nè. Màu nu nè, màu vàng cho em luôn nè. Chị nào lấy bộ đang mang thì chốt nha, 70. Đi gọi là bộ này 70.000 cho em luôn mấy chị. Bộ đang mang ấy chị ha, nguyên một set quần à, quần gà ống rộng. Quần ống rộng cho em nha. Bộ đang mang là quần ống rộng mấy chị, dưới 58kg mang vừa nha. Rồi nu nè. Đó. Vàng nè, hồng nè. Màu gạch nè. Màu môn nè, màu xanh đậu này đấy. Bộ đang mang nguyên một set bộ ống rộng giùm em luôn mấy chị. Chị nào lấy chốt hả? Rồi lên cho chị luôn cái đèn ngủ nè. Mua điện đâu có giải quyết nửa đơn. Gửi gì tới tối thì ship 30.000 nữa. Rồi cái này chốt giùm em luôn á chị ơi. Lên cho em luôn một cái siêu phẩm này, đèn ngủ nha. Đèn ngủ cảm ơn giùm em luôn á chị. Bộ ba đêm màu hồng. Rồi cái này chốt giùm em luôn á chị ơi. Đèn ngủ con vịt. Đèn cảm ơn với mấy chị nha. Tối là tự sáng và sáng là tự tắt giùm em luôn mấy chị. 35.000 đèn ngủ 35. Đèn ngủ cho em luôn 35.000. Chị nào lấy chốt nha. Rồi. Đèn ngủ cho em luôn 35.000 mấy chị. Đèn cảm ơn con vịt nè. Dễ thương lắm. Bộ hồng nè. Bộ hồng 3D nè bà. Chị đó đâu vậy Phượng? Chị đâu vậy? Mua điện là gửi về là tốn phí 30 đó. Tốn phí 30.000 nữa, em nói về cho người ta hiểu chứ. Chị bây giờ một đèn ngủ luôn cho chị Hiền Lê. Bây
một ngủ luôn cho chị Quỳnh Hương, một đàn ngủ Quỳnh Hương rồi. Rồi hồng này cho em luôn 50 này. Rồi hồng này cho em luôn 50, nó chị với 60kg nha. Hồng 50 cho Võ Kiều Văn đúng không? Rồi cái này chốt giùm em luôn là đỏ 50 này, đang ngủ cho chị Anh Kim nè. Rồi đỏ này cho em luôn 50 nè, đỏ 50 với 60kg nè. Đỏ 50 với 60kg. Rồi tiếp giùm em luôn là vàng 50 nè. Rồi vàng cho em luôn 50 với 6 ơi, dưới 57kg hả? Vàng 50 với 57kg hay lấy vàng chốt vàng. Hồng 50 cho vợ Vũ hả? Bộ 3D này vải mát lắm. Chị Anh Kim lên số đi chị. Mua vợ Vũ Anh Kim cho có đơn rồi sao hả? Không thì mỗi người chịu 15.000. Rồi hộp chỉ này cho em luôn 45.000. Hộp chỉ Tân Bình không đi đơn được đâu chị, Sài Gòn em chưa nhận. Rồi hộp chỉ này cho em luôn 45.000. Chị nào lấy chốt hộp chỉ 45. Ai lấy hộp chỉ chốt hộp chỉ. Đơn bảy nhiều không? Mà tắt máy mấy lại mình điện mà làm gì sợ hết tiền. Đơn bỏ nhiều không? Đỏ 50 cho chị Trờ An nè. Rồi cái này chốt cho em luôn nè, đen 50. Rồi đen này cho em luôn 50 mấy chị, dưới 57kg nha. Đen 50 với 57kg. Đen 50 với 57kg. Bình Dương à chị, Bình Dương thì tùy. Bình Dương thì tùy chỗ, chỗ chị có dân đe phong tỏa gì không. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị xanh 50 nè. Bộ 3D là mặt nhà mát lắm. Rồi xanh cho em luôn 50 mấy chị dưới 57kg nha. Xanh 50 với 57kg. Đang ngủ nè chị, đang ngủ con vịt dễ thương lắm, 35.000 một cái. Đang ngủ cảm ơn mấy chị nha. Nên là chị nằm có quên á, sáng nó cũng tự nó tắt à, không có tốn điện. Đang ngủ cảm ơn 35.000. Tối thì từ sáng mà sáng là tự tắt. Đó không cần mấy chị phải tắt có quên, nó không có tốn điện, có 35.000 thôi. Rồi lên cho em luôn mã dây. Trời ơi dây caro này đẹp quá luôn mấy chị ơi. Dây nha, dây tôn nha. Hàm tôn cho em luôn mấy chị, 60.000 một bộ cho em, đỉnh luôn. Form này dưới 60kg ăn vừa mấy chị. Rồi cái này chốt cho em luôn mấy chị. Rồi tiếp cho em luôn nè, vàng nha, bộ tôn nha, 60.000 mấy chị dưới 60kg. Vàng 60 với 60kg. Đỏ 60 với 60kg. Xanh 60 với 60kg. Màu cam, màu đen, màu hồng cho em. Trời ơi mẹ ơi cái bộ này nó đẹp quá. Bộ này em nói bộ tôn này hơi bị đỉnh luôn á. Chị giờ Vũ ơi chị bán tài khoản qua chưa chị ơi. Trời ơi bộ tôn đẹp quá mấy chị ơi, 60kg mang vừa nha. Đỏ đâu mà to chị, cái foam đó là nó bình thường với mấy cái bộ 50.000 chị mua nó y foam vậy thôi chứ đâu có to đâu. Tôn đỏ 50 cho 60 chứ. Đỏ 60 giờ Vũ. Nó giống mấy cái bộ 50.000, 50.000 hồi nãy chị mua hết đó chị, chứ không có to đâu chị. Vàng cho Anna Lê lên số hội giùm em với. Đấy chị bệnh nó đi. Vàng Anna Lê. Áo khoác ở đây chiều chốt chị, chốt chứ, chiều chốt. Rồi cái này chốt giùm em luôn là đỏ 60 nè, bộ tôn mặc vào cho nó mát nè. Bộ này 60kg mang vừa cho em luôn nhá. Anh đã lên số đi chị. Trời ơi, bộ này mặc mát lắm. Rồi chốt giùm em đỏ 60. Đỏ 60, bộ này cực mát luôn.
đỏ 60, màu xanh, màu màu hồng, màu đen với màu cam hả? Thu Thanh đặt quần gối số 5 với áo xong chốt rồi chị Thu Thanh, bên em có gọi nhưng chị không nghe máy gì á. Rồi lấy cam chút cam giùm em đi, bộ tôn mặt nhà này mát lắm. Anh lên. Rồi. Rồi lấy cam chút cam giùm em luôn, 60 ngàn với 60 ký nè. Mặt cực mát luôn á mấy chị ơi, hàng tôn mà đỉnh lắm. Rồi cam cho em luôn 60 ngàn với 60 ký nha. Cam 60 ngàn với 60 ký mấy chị ơi, cam. Rồi này chốt giùm em luôn màu xanh nè. Rồi màu hồng nè, 60 ngàn nè, rẻ bèo luôn á. À lấy bộ tôn này chút tôn thêm nha. Cho chân dâu là dùng qua đây. Rồi ai lấy bộ tôn này chút thêm mấy chị 60 ngàn bộ à. Rồi quần dài lấy chi này cho em luôn mấy chị 75 ngàn là 40-60kg mang vừa. Lên cho em luôn quần lấy chi Quảng Châu nha đẹp. Có túi hai bên mấy chị 40-60kg mang vừa nha. Ai lấy quần 75 chút quần 75 cho em ha. Rồi lên một cái cốc mấy chị ơi, cắt cốc chia vạch nè. Rồi lên cốc chia vạch giùm em luôn mấy chị, em xem mấy chị luôn 40 ngàn. Chị nằm uống ngủ cốc hay uống sữa gì mà cần vạch đó mấy chị ơi. Ấy hả? Rồi này chốt giùm em nè. Rồi lên cho em luôn cái cốc chia vạch mấy chị ơi, 40 ngàn một cái mã cốc nha. Cốc thủy tinh có mút và có nắp đậy mấy chị. Có vạch cho mấy chị luôn, mili đồ các kiểu này. Rồi lên cho em luôn là cốc 40 đi. Cốc 40 nha. Cam 60 cho chị Trờ An nè. Đỏ 60 cho chị My, My Phạm đến số hội đi chị ơi. Đặt hai cái như đơn giúp em nha. Rồi. À lấy cái cốc này chốt với chị ha. Mua nhà có thị tinh thì có chế hay sữa. Ngủ cốc thì uống nha. Đó ngủ cốc để xem với chị luôn 6 ngàn, 40 ngàn đi. Rồi y tế giùm em luôn 100 ngàn 4 hộp với chị. Y tế 100 ngàn 4 hộp. Màu trắng, màu xanh, có màu xám. Chị nào lấy y tế chốt giùm em luôn y tế nha. 100 ngàn 4 hộp nha. 100 ngàn 4 hộp với bà ơi. Mimi Phạm lên số đi chị. Y tế 100 ngàn 4 hộp. Rồi lên cho em luôn hai bàn chải nè. Những Tường Như nè. Rồi lên cho em luôn mấy chị xếp cột tóc. Xếp cột tóc giùm em luôn 100 sợi mà có 35 ngàn à. Cái này là mẹ và bé đều xài được luôn nha. Rồi lên cho em luôn xếp cột tóc mấy chị 100 sợi mà có 35 ngàn à. Cái này mẹ và bé đều xài được nha mấy chị. Em tóc lắm. Xếp cột tóc 100 cái 35 ngàn, chị nào lấy thì bầm cho em nè. Rồi tắm trắng thì còn 2 chai, 2-3 chai gì. Rồi lên cho em luôn tắm trắng body mấy chị 53 ngàn một chai. Y tế xám chị Hằng Nga Trần Thị. Rồi chốt giùm em nè, xếp cột tóc cho chị Quỳnh Hương 35 nè. Rồi lên cho em luôn mấy chị tắm trắng body. Tắm trắng body giùm em mấy chị ha, 53 ngàn một chai xả luôn, còn chai 2 chai vậy. Tắm trắng body xả luôn 53 ngàn cho mấy chị nè. Tắm trắng body em xả mấy chị luôn 53 ngàn. 53 ngàn đúng chai thôi. Mimi Thắng lên số đi chị. Rồi lăng mỹ. Nè chân dâu nè, cái bộ của nó nãy. Lăng mỹ xe mấy chị luôn 60 ngàn. Lăng mỹ chị hôi nách. Lăng mỹ. Trời ơi, hộp để đây để đâu rồi. Rồi lên cho em luôn lăng mỹ 60 ngàn. Chị hôi nách và ra mùi hôi nách cho em mấy chị nha. Lăng mỹ 60. Một xám một xanh với lấy những phụ ok chị nè. Rồi bàn chải này còn mà một hộp là hết mấy chị ơi. Rồi lên cho em luôn bàn chải 5 ngàn một cây. Bàn chải 5 ngàn một cây giùm em luôn bàn chải thăng trang. Em còn đúng một hộp thôi. Xếp cột tóc đặng danh. Cột tóc 100 sợi. Bàn chải thăng trang cho em luôn mấy chị. Bàn chải thăng trang 5 ngàn một cây, chị nào lấy chốt nha. Còn đúng một hộp là hết luôn rồi ấy ạ. Cột tóc luôn cho chị Thiên Vi Lê Ngọc. Bàn chải 5 ngàn một cây, chị nào lấy xem còn vài cái nè. Rồi phủ chăn gấu mấy chị còn 2 hộp nè. Phủ chăn gấu một hộp 10 cái 19 ngàn từ sơ sinh cho đến dưới 5 tuổi. Hộp phủ chăn gấu đó nha. Từ sơ sinh đến dưới 5 tuổi đó mấy chị xài được nè. Còn đúng 2 hộp phủ chăn gấu em xem nó. Tấm cá 53 cho chị Tiền Vi Lê Thị nè. Hai bàn chải cho Thảo Dương ghé lấy nè. Tấm cá còn không cho chơi đi Thảo một chai. Phủ chân gấu 19 ngàn một hộp, còn đúng 2 hộp sale luôn nha. Sơ sinh đến dưới 5 tuổi. Phủ chân gấu còn đúng 2 hộp nè. 19 ngàn một hộp 10 cái. Ai lấy bàn chải lăng trang nó chốt với chị Lăng Mỹ 60 luôn, chốt với chị Mimi Phạm nè. Lăng Mỹ 60 nè, Mimi Phạm nè. Hai bàn chải luôn cho chị Xuân Trần nè. Rồi gấu một cái cho Thơm Vô Mi cái nè.
bố còn trả cho Nguyễn Phụng luôn nè, ghi của Trang là ghi này, vô bỏ cho chị luôn. Ai lấy vàng trả chút thêm nếu chị, nói chung mỹ phẩm em đi còn ít lắm, mọi thứ còn ít lắm, em sale luôn cho nó hết. Sale là sale lỗ luôn á, Quỳnh Hương luôn, cái gấu luôn là hết nè. Nào còn một hai cái, ba cái vậy đó sale đặt. Đinh Lý hai vàng trải, Thanh Phụng bốn vàng trải. Rồi bàn chải còn ít lắm, 5 ngàn một cây bàn chải thăng tre. Cái lông siêu em mấy chị xài em lắm, 4-5 ngàn một cây. Rồi Hồng Nga 4 bàn chải lên số đi chị ơi. Ai lấy bàn chải chút liền cho em nha. Rồi tiếp một cái siêu phẩm mấy chị. Của chăn gấu là hình như là em hết rồi. Chăn gấu hết rồi chị ơi. 2 bàn chải cho thơm Dung My. Quần chính tắc còn. Rồi cái đồ sạc bên điện thoại mấy chị. Điện thoại chị đó Phượng. Rồi lăng 60 ok chị, hai của chân gấu em hết rồi, hai bàn chải luôn che đi Thảo. Lăng 60 tràn khoảng của chân gấu em hết rồi, lên cho em có đồ sạc điện thoại, mấy chị bỏ cái điện thoại vô đây ha, dán ngay tường dài phía dưới này ha. Rồi sạc cái đồ để sạc điện thoại mấy chị 29 ngàn một cái, đồ để sạc điện thoại 29 ngàn một cái, vậy nào cái chốt sạc điện thoại đi. Rồi wow, cái này còn có mấy cái hả, chị nào lấy chút thêm cho em. Ờ đưa đưa cái đó đây cho khách coi luôn, điện thoại đưa ta dây sạc luôn, dây lăng 60 luôn cho hoa, cho chị Hoa được. Đây nè, đó mấy chị hình dung ra được không, dán lên tường để chỗ ngủ gì đó của mình đó, đó sạc vô vậy tiện lợi chưa. Chị nằm không có bàn, không có đủ ok để điện thoại sạc hay gì đó thì mua cái này về sạc điện thoại 29 ngàn cho em. Bốn phần chạy luôn nha chị Mi Mi Phạm nè. Rồi ghi vô 10 bàn chải cho chị Trần Mai lên số đi chị. 5 bàn chải luôn, Đào Nguyễn nãy chốt rồi không? Ghi 10 bàn chải cho Trần Mai. Ai lấy bàn chải chốt thêm cho em nhé. Sạc bên 29 ngàn cái là xịn. Đồ bộ dài đợi xíu đi chị. Ghi sạc điện thoại dán bằng gì rồi? Ghi sạc điện thoại thì dán bằng keo chị. 2 bàn chải luôn cho chị Anh Kim. Ghi cho chị về 10 cái ghi vô đi chứ không đủ đâu. Rồi ai lấy bàn chải chốt thêm nha mấy chị ơi. Bàn chải giùm em luôn, 5 ngàn cái bàn chải nhanh tay luôn mấy chị. Bàn chải thăng tre lông siêu mềm xài em lắm, có 5 ngàn thôi mấy chị ơi, xe hết. Lấy chị quần chính tắc đi Phượng ơi. Rồi lên cho em luôn chai xịt kháng khuẩn 500ml mà có. Rồi sạc điện thoại với 3 cái bàn chải luôn nha chị. Thiên Vi Lê Ngọc 4 bàn chải cho Phương Thảo ghé. Trâm Bảo 4 bàn chải lên số họ luôn chị ơi. Hai hộp của Trang, một trắng một xám luôn cho Hồng Nga tiếp về. Một quần chính tắc luôn cho chị, dâu tay 70 ok chị. Rồi xịt kháng khuẩn cho em luôn, chai to 500ml luôn nha. Sale mấy chị luôn 40 ngàn. Rồi lên cho em luôn mấy chị. Bàn chải thang tre em xem, ông quên lột. Xịt kháng khuẩn em sale 40 ngàn một bình 500ml xịt kháng khuẩn. Ra điện thoại với 4 cây bàn chải cho chị Phạm Nhi lên số họ giùm em với ạ. Rồi hai bàn chải luôn nha chị Chờ An, hai đó bàn chải cứ lên số lượng cho em đi, bao nhiêu cũng có hết á. Tầm xíu nữa xe về để em chia cho. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị nha, quần chín tắc 70 ngàn dưới 60 kg, quần chín tắc hàng Quảng Châu 70 ngàn dưới 60 kg cho em. Quần chín tắc 70 ngàn dưới 60 kg, Kiều Lê 40 chải ok chị nha, em đọc tên là người đó có đơn nhá. Rồi vào sau tiếp tục cho em mua một cái siêu phẩm là không thể thiếu nè. Em nói thiệt với chị luôn, ai mà xài nạ cừu rồi đó mấy chị chỉ có mê thôi, mê tích thôi. Nạ cừu cho em luôn mấy chị, một miếng 5 ngàn, một hộp 50 miếng là 199 ngàn, mấy chị đợi được 10 miếng. Lên cho em luôn mặt nạ cừu 5 ngàn một miếng. Mặt nạ cừu 5 ngàn một miếng cho em mấy chị ơi. Quần chín tắc cao 1m45 mặt dài luôn được không chị? Thì bây giờ chị mua dài thì chị mua dài chứ mắc gì chị mua chín tắc nữa, là dài làm chi. Chị mua quần dài chị mang đi, quần dài thì 75 ngàn. Rồi nạ cừu có 5 ngàn miếng à, bập liền cho em đi. Trời ơi mấy chị ơi, nó rẻ quá. Chỉ có bà Nhi mới bán 5 ngàn một miếng cho mấy chị thôi, xài thơ thích lắm. Một miếng nạ cừu là bằng 10 miếng nạ thường đó mấy chị. Không thể tin đâu, mà xài thì chỉ có mà mê thôi. Nạ cừu 5 ngàn một miếng. Chị nào mà chưa tin á thì mua 5 miếng mà xài thử thôi. Còn ai đã xài rồi thì mua một hộp đi, mấy chị lợi được 10 miếng nha. Đắp cái này sướng lắm mấy bà ơi, thật sự luôn ấy. Rồi lên cho em luôn là khẩu trang 5D nè. Khẩu trang mấy chị 5D từ sơ sinh cho đến dưới 5 tuổi đó mấy chị xài được 25 ngàn một hộp 10 cái.
lên cho em luôn khẩu trang 5D mấy chị. Kèm số lượng cho em một hộp 10 cái mà có 25.000 thôi, từ sơ sinh đến dưới 5 tuổi nha. Lên cho em khẩu trang 5D, đường may sắc sảo mấy chị, có in 5D tới dâu tới ô lên này nữa, rất là dễ thương. Lấy nạ chốt đi kìa, năm nạ luôn cho Thơm Du Mi, năm nạ luôn cho chị Võ Kiều Vân. Ơ cái thùng kia luôn đi Phượng, thùng một kia bưng luôn đi, khỏi phải bưng vô. Nạ xài mê lắm, em có thiệt luôn á. Không tin thì mua thử 5 miếng mà xài thôi. Còn mua rồi thì mua nhiều lên mà để dành xài nhá. Chị Phạm Nhi chưa có số chị. Phạm Nhi đang số giùm em. Một hộp nạ luôn cho chị Vi Lê Ngọc. Rồi thích quá. Nạ xài thích lắm. 5 nạ luôn cho Ly Trần. Rồi 5 nạ luôn Nguyễn Thanh Tuyền, lên số điện thoại giùm em đi ạ. Nạ này xài thích lắm luôn ấy, có 5.000 một miếng thôi mà sập thật sự là nó thích mấy chị. Đắp nghe nó căng nha mặt mấy chị nha, mà nó trắng mà nó mịn mà nó xinh, nó sạch lắm luôn á. Rồi ai lấy khẩu trang 5D thì chốt giùm em nha. 5.000 một, ok, 25.000 một hộp 10 cái. Từ sơ sinh đến dưới 5 tuổi nha. Chị xem bộ kẻ sọc em, sọc nào ấy nhờ. Bộ kẻ sọc nào ta? Mèo mông manh là xám đi đâu cho chị rồi ấy. Rồi lên ngố nha mấy tình yêu ơi, lên bộ ngố nha. Rồi em lên luôn bộ ngố nha mấy chị luôn, xuất sắc. Phượng lấy chị mấy cái bộ Quảng Châu dài lại đây Phượng. Bộ Quảng Châu là cái bộ à, dài dài đó. Chắc vậy á, nhìn hả. Rồi lên cho em luôn mấy chị, ngố xanh này, cái này hàng Thái nha mấy chị. Đây, ngố này là hàng Thái mấy chị nha, để cho em nha, đẹp lắm, 99.000 dưới 60kg nha. Rồi chốt giùm em nè, ngố xanh 99.000 dưới 60kg nè. Ngố xanh 99-60kg, một quần dài 75, 3 nạ 2 bằng chải cho Vi Tương, ok chị nằm cái lấy. Rồi một hộp 5D luôn cho Nguyễn Tuyết. Mặt nạ gì hả chị? Mặt nạ cừu, hàng hot. Mặt nạ cừu hàng hot nha chị ơi, có 5.000 một miếng thôi, trời ơi xài mấy chị mê lắm luôn. Rồi lên cho em luôn ngố xanh mấy chị, hàng Thái nha. Xe mấy chị luôn 99.000. Lên cho em luôn ngố xanh 99.000 dưới 60kg luôn, phông rộng túi chip nè. Rồi ngố xanh cho em luôn 99.000, mê luôn. Ngố xanh 99. Ngố trắng nè. Ngố hồng này, cái này phải đã lắm. Ngố hồng này, ngố cam nè. Trời ơi có ngố vàng nữa mấy bà ơi, đỉnh luôn. Rồi ai lấy ngố vàng chút giùm em luôn, ngố vàng mấy chị hơi chuẩn thông thái luôn. Ngố vàng cho em luôn 99.000 dưới 60kg nè. Ngố vàng 99.000 dưới 60kg ha. Chị nào lấy chốt, quá xịn mịn luôn. Chị Thu Hà chị lấy gì đây chị ơi? Rồi lên cho em luôn nha. Thảo Ly hồi nãy có đơn chưa, nãy kêu có số rồi, có cho lên số cho. Ai chị? Thảo Ly á. Chưa chị. Đều còn để đó hả? Còn để đó nè. Đó này chốt giùm em luôn mấy chị ơi, ngố có cam. Ngố cam cho em luôn 99.000 dưới 60kg ha. À lấy ngố cam chút giùm em luôn, ngố cam nè. Ngố cam 99.000 dưới 60kg nè, ngố cam. Chốt bất kỳ hai sản phẩm là đi đơn mấy chị ha, chốt lay nào đi đơn lay đó giùm em luôn chứ không có dồn nha. Nó nhiều đơn lắm mấy chị ơi, từ lần trước ra lần sau không có chỗ nào không có đồ hết á. Nên là nó rối cái địa hình lắm. Nên cứ chốt một phát là bốc đầu là chốt liền cho em nhé. Rồi ngố hồng cho em luôn 99.000 dưới 60kg nè. Ngố hồng cho em luôn 99.000 dưới 60kg nè. À lấy ngố hồng cho ngố hồng nè. Trời ơi cái nạ cừu này đắp sướng lắm, em nói thật luôn á mấy chị. Khách mua nhiều lắm, em bán cũng được nhiều lắm luôn á. Rồi ai lấy ngố chút ngố nha. Hỏi ngố không ai chốt luôn, buồn dễ sợ. Rồi lên cho em luôn nạ cừu 5.000 một miếng, gì nào lấy chốt nè. Vào sau cho coi lại nè, Thảo Ly nè bạn ơi, Thảo Ly ơi. Nạ cừu có 5.000 một miếng à, mê đã luôn. 5.000 miếng, một hộp 50 miếng 199.000 là mấy chị lợi được 10 miếng cho em luôn ấy. Xài thích lắm. Thích đúng không? Sướng. Đợi em mua trong Sài Gòn. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị ơi, một cái áo mã Boris Phonom siêu đẹp. Coi giảm phô bình thường nha. Rồi chốt giùm em luôn là nu 60. Nu 60 dưới 55kg mấy chị. Rồi trắng cho em nu 60 nè.
dưới 55 kg nè. Rồi đỏ cho em luôn chị ơi, màu đỏ màu đen nha, chị nào lấy chốt nha. Mới xanh cho Thúy Nguyễn nè. Rồi lên cho em luôn mấy chị ơi, tiêu đỉnh. Áo Brickform bình thường cho em luôn có 60 ngàn áo ha. Đen 60, đỏ 60, trắng và nu 60 cho em. Brickform bình thường trời quá đẹp luôn mấy chị. 60 ngàn. Năm nãy chốt rồi mà. Rồi cái này chốt giùm em nè. Rồi 10 nạ là hai cái quần dài dài cho chị Ngô Tú nè. Quần này ghi cho Tường Vi luôn nãy luôn nè. Áo đỏ hả? Đỏ 60. Thơm du mi. Bô rip này mặc hoài luôn, biết chi nào mà cho nó hư luôn á mấy bà ơi. Rồi phát môn này cho em luôn 80 mấy chị với 57 kg. Phát môn này cho em luôn 80 với 57 kg nha. Bên em áo khoác toàn là theo không mà đẹp lắm. Khoác môn cho em luôn 80 dưới 57 kg nha. Rồi tiếp giùm em luôn khoác rêu nè. Rồi khoác rêu cho em nè. Khoác rêu cho em 80 với 57 kg mấy chị ơi, chắc đẹp lắm. Khoác rêu khoác môn quá xanh cho Thúy Nguyễn rồi chị ơi. Rồi tiếp giùm em mốt cam cho mi phạm ok tình yêu 99 nè. Rồi tiếp giùm em luôn khoác đen nè, 80 ngàn với 57 kg ha. Ai đi đắp theo. Rồi lấy khoác đen chút giùm em luôn khoác đen nè, 80 ngàn với 57 kg. Khoác đen 80 với 57 kg. Rồi lên cái kính giả cận này giùm em luôn, dễ thương lắm mấy chị. Rồi lên cho em luôn kính giả cận nha, kính giả cận cho em luôn 35 ngàn. Rồi lên kính giả cận cho em luôn 35 ngàn, chị nào lấy chốt nè. Rồi kính giả cận cho em luôn mấy chị ơi, 35 ngàn đang mang nha. Chị nào lấy kính giả cận thì chốt. Kính 35. Kính 35 kèm số hộ giùm em là có đơn nha. Kính 35 kèm số hộ giùm em là có đơn dễ thương. Đỏ 60 luôn nha chị Liên Phan. Khoác đeo 80 cho chị Nguyễn Ngọc Nhi. Ngố cam 99 cho Võ Kiều Vân. Ủa, ngố này coi bên kia còn không em? Này còn màu cam không? Cái mặt con búp bê này. Rồi ai lấy kính 35 thì trốn nha. Lên cho em luôn ngố hồng 99 ngàn nè. Ngố hồng cho em luôn 99 ngàn mấy chị dưới 60 kg ha. Ai lấy ngố hồng chú hồng, cái này bộ thái mấy chị túi chip đẹp lắm. Rồi ngố hồng cho em luôn 99. Thôi ngố cam hết rồi thôi. Ngố cam hết rồi chị Võ Kiều Văn ơi, qua một khác đi chị. Hết ngố cam. Rồi bóc cam đi chị đi. Kính 35 đi trên vỏ này dồn nè. Rồi lên cho em luôn ngố hồng nè. Rồi cái này chốt giùm em luôn kính 35 ngàn, chị nào lấy chốt không. Rồi dung dịch Hana giùm em luôn chị, hàng chính hãng nha mấy chị, 101. Dung dịch Hana cho em luôn 101, cái này hàng chính hãng nè. Rồi cái này dung dịch trầu không cho em luôn 70, chị nào lấy chốt ha. Dung dịch trầu không 70 mấy chị. Hana là 101 nha, chế nào lấy chốt ha. Rồi lên cho em luôn mấy chị y tế nhỏ. Lên cho em luôn y tế nhỏ mấy chị, 100 ngàn 3 hộp từ 6 cho đến 10 tuổi nè. Y tế nhỏ giùm em luôn mấy chị, 100 ngàn 3 hộp nha, từ 6 cho đến 10 tuổi nha. Chị nào lấy y tế nhỏ chút giùm em luôn y tế nhỏ nè. Y tế nhỏ. Rồi nước tẩy trang cho em luôn 45 ngàn một chai mấy chị. Bông tẩy trang cho em luôn là 35 ngàn. Bông tẩy trang cho em luôn là 35 ngàn. Nước tẩy trang cho em luôn là 45 ngàn. Chị nào lấy chốt nha. Ba hộp y tế nhỏ cho chị Đào Nguyễn. Rồi sọc này cho em luôn mấy chị, sọc. Áo sọc giùm em luôn 50 ngàn với 55 kg nè. Rồi sọc cho em luôn 50 với 55 kg nè. Sọc 50 với 55 kg nè. Sọc 50 với 55 kg nè. Lấy sọc thuốc sọc giùm em nha. Rồi cái này chốt giùm em luôn lẫn cam 55 ngàn mấy chị với 57 kg.
Rồi lẫn cam cho em luôn 55.000 này dưới 57kg. Lẫn cam 55 với 57kg. Rồi cái này chốt giùm em luôn là lẫn đỏ. Lẫn đỏ cho em luôn 55.000 với chị với 57kg nè. Ai lấy lẫn đỏ chút lẫn đỏ. Sọc 50 cho chị tiêu ốc nè. Sọc 50 tiêu ốc. Ốc sọc này dễ thương lắm. Chị nào lấy sọc 50 chứ sọc 50 nha. Tiêu ốc gì đó. Tiêu ốc lên số đi chị. Rồi lên cho em luôn sách nô mấy chị đỉnh luôn sách thiết kế nè. Ờ sách đen cho em nè. Sọc 50 cho chị Kiều Tiên ghé nè. Tiêu ốc y tế nhỏ 3 hộp tiêu ốc lên số luôn chị. Lửng không có túi nha. Rồi lên cho em luôn mấy chị ơi. Dập ly đen đẹp lắm. Dập ly đen cho em luôn mấy chị. 99.000 dưới 60kg nè. Dập ly đen 99.000 dưới 60kg. Quần giỏ váy đỉnh lắm. Sọc cho họ trăng răng này 50 nè. Rồi bộ này 60kg mang vừa quần giỏ váy mấy chị đẹp. Nãy giờ có một cho đi thôi mà. Rồi cái này chốt cho em luôn mấy chị ơi. Đuổi. Rồi cái này chốt giùm em luôn là đuổi 62.000 với 60kg, hai bên có túi nha. Đuổi 62.000 với 60kg. Lẫn là chị 55.000 bộ. Lẫn 55.000 một bộ chị ơi. Lẫn 55. Chơi đi Thảo lên số đi chị. Cái gì lâu lắc lâu lô mà giờ mà chơi đi Thảo gì nữa mấy bà. Có Nhi chơi đi không? Cái này có hai cái bàn trải của chơi đi Thảo. Ủa nhớ có đơn là mày. Đuổi 62 giờ Vũ. Đuổi 62 hết rồi có bộ à. Rồi lên cho em luôn khoác lửng nè mấy chị 85.000 chắc này không xù không xịn nha. Rồi lên cho em luôn khoác hồng nè 85.000 với 57kg nè. Rồi khoác hồng này lửng canh Nguyễn Phụng ghé ok chị 55. Rồi lên cho em luôn mấy chị ơi, khoác hồng phong lửng nha, 85.000. Khoác hồng cho em luôn 85 nè. Rồi tiếp dùm em luôn khoác cam 85. Khoác cam cho em luôn 85 mấy chị nha, dưới 55kg chị nào để chốt ha. Rồi lửng cam còn bộ luôn nè, cho Tâm Bảo nè. Rồi em còn một lửng đỏ với một lửng xanh nè. Rồi lửng xanh cho em luôn mấy chị 55.000 dưới 56kg nè. Rồi em còn lửng xanh với lửng đỏ là hết nha. Em còn lửng xanh lửng đỏ là hết. Rồi áo sọc này cho chị gì á coi lại nè. Rồi sọc cho em luôn 50 với 55kg dễ thương lắm. Sọc 50 với 55kg còn mấy cái. Sọc 50 với 55kg. Rồi ngố này còn vài bộ nè em xem mấy chị luôn 65.000 thôi. Rồi cái này chốt giùm em luôn là ngố xanh 65.000 mấy chị. Cái này hàng cô Tông Thái nha. Mà mẫu này trơn em có. Em không đặt mà sao xưởng nó bỏ vô em xem mấy chị luôn 65.000. Rồi ngố xanh 65.000 đi. Này cô Tông Thái đẹp lắm. Áo trắng quần xanh. Ngố xanh 65. Lên cho em luôn là ngố xanh 65 nè. Lẫn cam hết rồi chị ơi. Em còn cái lẫn đỏ được không? Rồi tiếp giùm em luôn mấy chị ngố hồng. Ủa xanh 65 cho Nguyễn Ngọc cái này hàng cô Tông Thái đàng hoàng phải đẹp lắm. Rồi cái này chốt giùm em luôn là ngố hồng với chị 65.000 luôn. Ngố hồng cho em luôn 65 nè. Ngố hồng 65 cái này hàng cô Tông Thái mấy chị. Không đặt mà người ta gửi về thì em bán em sale luôn nốt cho nó hết luôn. Ngố hồng 65. Đây. Phải hàng bịch đục nha, này siêu đẹp cho mấy chị luôn. Ngố hồng Nguyễn Ngọc là 65 nè. Lẫn màu xanh là chị ưa ra coi cái ri này còn không em. Lẫn con bò này coi không còn. Rồi cái này chốt giùm em luôn là ngố đen 65. Lên cho em luôn là ngố đen 65 nha mấy chị ơi. Ngố đen 65. Ngố đen 65 với 57kg nè. Ngố đen 65 với 57kg. Ngố đen cho Nguyễn Ngọc nè 65.000 này em sale luôn á.
Rồi lưỡng tam nè, chốt cho chị Trần Mai nè, dùng đơn với lại bằng trả cho chị nè. Rồi xanh luôn cho chị Nguyễn Thu Thảo này, 55 nè. Vàng em còn có bộ à, tiếp cho em luôn, ai lấy vàng 55 chút vàng 55 giùm em nha mấy chị, bộ lửng nha. Rồi vàng cho em luôn 55 ngàn có một bộ à. Rồi cái này chốt giùm em luôn là lửng vàng 55 đi có một bộ. Lửng vàng 55 mới chỉ với 57kg có một bộ. Ai đấy lửng vàng chút lửng vàng ha, lửng vàng lửng đỏ này. Lửng màu mu nè mấy chị nè, màu cam nè, màu xanh nè, chị nào lấy chốt ha. Đó còn mấy bộ. Rồi vàng luôn như chị Hằng Nguyễn này có bộ à. Vàng 55 Hằng Nguyễn này lên số họ đi chị. Trời ơi cái bộ loan gì đây mấy chị ơi, mà thấy xinh quá trời luôn nè. Trời ơi. Trời ơi đẹp quá mấy chị ơi, cái bộ loan giả váy đỉnh luôn á mấy bà. Lớn vàng em hết rồi. Lớn vàng có bộ hết rồi mấy chị ơi. Giờ sơ lên màu cho mấy chị mua thì mấy chị mua nha. Rồi này chốt giùm em luôn là lẫn môn nè. Rồi lẫn môn cho em đi mấy chị, ai lấy lẫn môn chút lẫn môn nè, có bộ môn nè. Lẫn môn 55 ngàn nè, khỏe mát lắm, lẫn màu môn nè. Cái màu xanh này đẹp nè mấy chị nè. Nè, ai lấy màu xanh này chốt giùm em luôn, xanh 55 này đẹp nè. Đấy, màu xanh này đẹp nè mấy chị ơi. Bộ này mặc thoải mái. Rồi đây mấy chị luôn cái bộ loan này, chợ loan hàng cho Tâm Thái mấy chị đỉnh luôn. Một cái áo nha mấy chị nha, một áo với lại một cái quần giả váy. Bộ này là xuất sắc luôn mấy chị ơi, 85.000 với 60kg ha. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị, loan xanh 85.000 với 60kg nè. Quá trời đẹp luôn nha, loan xanh 85.000 với 60kg ha. À lấy lon xanh chút lon xanh, bộ này là đúng đỉnh luôn á. Cái quần giả váy nha, lon xanh, lon xanh 85 với chị với 60kg. Mua 55 cho chị Tuy. Rồi tiếp giùm em luôn là lon vàng 85 với chị dưới 60kg nè. Cái quần đúng đẹp luôn mấy bà ơi. Rồi lon vàng cho em luôn 85 nè. Loan vàng cho em mua 85 mấy chị dưới 60kg ha. Anh lấy loan vàng chút loan vàng. Loan vàng 85 mấy chị dưới 60kg. Loan vàng loan xanh. Xanh 55 luôn cho chị Lê La Thị. Xanh 55 luôn cho bà Tiểu Quỳnh nè. Đằng Mai chị đặt hai bộ nha em rồi, chị đặt màu gì? Đằng Mai nãy có màu gì ta, màu cam rồi, chị lấy màu gì nữa không? Rồi này chốt giùm em luôn là cam 55 còn bộ luôn nè. Rồi cam cho em luôn 55 còn một bộ nè. Rồi cam 55 mấy chị với 56kg. Này chốt giùm em luôn là đỏ 55 nè. Cái màu xanh mạ này xinh nè, còn bộ nè mấy chị. Rồi lấy xanh mạ chốt giùm em luôn là xanh mạ nè. Xanh mạ này đẹp còn bộ. Rồi lấy xanh mạ chút xanh mạ nha, 55 ngàn với 56kg. Xanh mạ 55 với 56kg. Xanh mạ màu cam với màu đỏ. Ôi bộ loa này đẹp mà mấy chị chê hả ta. Loa này xịn sò lắm ấy. Đẹp mà. Bộ đang mang cho em luôn 80 ngàn, chị nào lấy chốt nha. Loa xanh cho Liễu Lê. Xanh này
chưa. Thêm một đỏ luôn cho chị Trần Mai 55. Rồi bộ trắng em còn hai bộ luôn các chị, 65.000 nè. Rồi trắng này cho em luôn 65.000. Trắng 65 cho em luôn nha các chị ha, đẹp chưa? Sát nách mặt nhà mát lắm. Rồi lên cho em luôn là trắng 65 nha, mặt nhà cực mát. Rồi trắng cho em luôn 65, chị nào lấy chốt nhé. Tấm trắng còn chay nãy của ai này chốt nè. Rồi lên cho em luôn cốc gấu các chị 25.000 nè. Xanh mạ luôn các chị, đê la thị nè. Cốc gấu cho em luôn 25.000, mấy chị đựng cái gì mấy chị đựng ha. Gác từ cũng được hoặc là để đứng cũng được. Trắng 65 cho hoa ngọc nè. Rồi cốc gấu 25.000 một cái. Cốc gấu 25.000 một cái mấy chị. Rồi lên cho em luôn lăng mỹ. Lăng mỹ trị hôi nách và đặc biệt không ra mùa hôi nách cho mấy chị luôn, có 60.000 thôi. Lăng mỹ cho em luôn 60. Lăng mỹ 60. Rồi xà phòng gạo dùm em luôn mấy chị, trắng da ha, sạch da. Chị nào mà bị mụn lưng xài được cho em luôn. Rồi chụp hình gửi qua giùm em chị Viên Huyền ơi. Ba hộp y tế nhỏ, một cây điện thoại online cho Tiểu Quỳnh ok chị. Rồi lên cho em luôn các chị, xà phòng gạo trắng da trị mụn lưng ha. 19.000 một cục cực kỳ thơm. Xà phòng gạo 19.000 một cục. Rồi lên cho em luôn một cái cây mấy chị, cây học online, cây livestream coi, cây hát karaoke, cây coi phim, cây làm gì cũng được. 50.000. Rồi lên cho em luôn cây điện thoại 50 nha. Cái này siêu tiện lợi luôn á, học online, xem phim, nghe nhạc, hát karaoke vậy nè, đó để giờ nó sướng nhất nách luôn. 50.000. Rồi trắng 65 cho chị lương cao rồi hết luôn, có một bộ à. Con gấu 25 cho chị Nguyễn Thị Thảo. Rồi tiếp cho em luôn á chị một siêu phẩm bi trong một cái này. Bình Dương à chị, không gian gây không bông tỏa đem đi lương được nha. Rồi cái siêu bi này đỉnh quá, còn một set cuối cùng. Rồi set bi cho em luôn 99.000 mấy chị. Dưới 57kg. Set bi một bộ duy nhất thôi đó. Set bi 99.000 với 57kg cho em. Rất là đỉnh. Chị luôn cao lên số đi chị. Rồi lên cho em luôn mã quần kaki mấy chị, SML 70.000 khúc chơi 2 bên nè, siêu lấy cao này. Rồi lên cho em luôn quần. Quần SML 70.000 nha mấy chị ha. Kaki rút dây lấy cao, lên quần. Cây điện thoại chị Thanh Phụng 50, ok tình yêu. Lên quần 70.000 cho em luôn lấy cao. Cây điện thoại sướng lắm, con mình nó học online anh ơi gì đó thì mua gì cho con mình nó học mấy chị. Bộ loa nãy có hồng không mà không có hồng. Rồi lên điện thoại hết rồi. Cái này sale cho mấy chị nè. Sạc điện thoại là cái này này má. Rồi lên cho em luôn mấy chị ơi, set xanh xem mấy chị 59.000 đúng một cái thôi. Cái này hàng bơm. Set xanh 59.000 mấy chị, hai bên có túi nè, một bộ thôi. Set xanh 59 mấy chị, dưới 56kg. Set xanh 59, bộ này cực đỉnh luôn, hàng bơm. Trời ơi, phong tỏa sao đi đơn chị. Phong tỏa sao chị nhận hàng. Ra chút lấy hay sao. Rồi xích xanh cho Hiền Lê nè, cái này hàng bơm nha, sale nè, cái này ri hàng bơm. Rồi tiếp cho em luôn caro 55.000 luôn, caro bánh bèo tiểu thư. Caro cho em luôn 55.000, hàng bơm là bán rẻ hơn 20-30.000 một bộ. Rồi caro có ren 55.000 thôi, dưới 55kg. Caro 55 cho em luôn đi. Rồi có set này đỉnh nè. Set này là hàng lụa dây với mấy chị ha, hàng thiết kế xịn luôn, hai bên có túi nha. Chốt giùm em luôn là mã dây này em xem mấy chị luôn 85.000 cho nó hết luôn nè. Rồi lên cho em luôn là dây mấy chị 85.000 ha, dưới 57kg. Cái này đúng hàng xịn luôn. Dây 85 với 57kg. Hàng lụa hai bên có túi nha. Dây 85. Rồi một mã ngố đùi cho em luôn mấy chị 59.000 luôn. Ngó đùi nha mấy chị, sale luôn 59.000. Ngó đùi 59.000 giùm em, caro 55 cho Trà My. Dây 85 cho Lê Hiền. Này Hiền Lê, con này là Lê Hiền. Dây 85 Lê Hiền. Trời ơi, cái ngó đùi này. Ngó đùi này em sale mấy chị luôn 59.000 thôi. Ngó đùi 59.000. Trời ơi. Ở dưới em có phim bài luôn mà chị không đọc cho em luôn á, mất thời gian quá. Chết luôn á chị ơi. Rồi tiếp cho em luôn á chị ha, cái set ngố sơ mi nè, còn set em xem với chị 85.000 cho nó hết luôn. Một áo sơ mi với một quần ngố nha, 85.000.
lên cho em luôn là caro tắm xong đi. Đã hàng bơm rồi không phải cần suy nghĩ gì hết trơn á, bực 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 chứ không có suy nghĩ. Rồi lên cho em luôn là caro tắm xong đi chị. Cây điện thoại này tình yêu ơi, cây điện thoại quá xó rẻ luôn, 50 ngàn một ngày em Nhi bán rất là nhiều. Tại vì bây giờ là người ta học online nhiều á, cây điện thoại có 50 ngàn à, trời ơi thích lắm. Caro là caro gì chị, đừng có khùng bên caro không. Caro 85 thì chút caro 85 chứ không là nó nhầm á mấy chị. Chị lấy Hiền lên số đi chị. Rồi tiếp cho em. Trời ơi một cái siêu phẩm nữa mấy chị ơi, set sơ mi ngố nữa. Mã này em đi xem mấy chị luôn, 85 ngàn là ngất tiểu bà bảy luôn. Rồi lên cho em luôn ngố hồng 85 ngàn. Một áo sơ mi với một quần ngố đẹp luôn, 85 luôn cho em đi. Lên cho em luôn là ngố hồng 85 ngàn nè, một cái sơ mi với cái quần ngố đẹp đó. Ngố hồng 85 ngàn cho em thôi, dưới 60kg mấy bạn. Caro 85 thanh nhĩ lên số này chị. Đấy, vào đây mua hàng xe, hàng bơm cho mấy bà đây. Rồi, cục này cục gì đây? Rồi, ngố hồng mua cho thanh nhĩ là hai đơn, cho bà đi đơn luôn nè. Chị mang buông xuống xuống thôi, đơn chỗ chị bị dịch, bưu điện không có đi đơn nữa, trả hàng lại cho em này. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị ơi, Thái. Chốt giùm em luôn là môn Thái nha, xem mấy chị luôn 60 ngàn một bộ thôi, dưới 60kg. Thanh Nguyễn lên số đi chị. Rồi vô xăng xeo hàng bơm này mấy bà ơi, lên cho em luôn là môn 60 dưới 60kg. Cái này là đùi Thái nha, đẹp lắm. Môn 60 dưới 60kg. Môn 60 dưới 60kg cho em nè. Ôi cái bộ ba lỗ này đẹp lắm mấy chị. Ba lỗ này mặc nhà hơi bị sướng. Rồi lên cho em con set ba lỗ này 65 ngàn. Hai bên cuốn túi nha. Trời ơi nó xịn hàng cuốn chip luôn. Rồi lên cho em luôn ba lỗ 65 ngàn dưới 60kg hai bên có túi. Môn 60 cho Lê nè. Môn hết trơn rồi em ơi. Ba lỗ. Ba lỗ à bán 65 ngàn Quảng Châu luôn. Trời ơi dây bò. Dây bò này có bộ ba lỗ luôn nha chị. Vàng sơn 65. Trời ơi dây bò này con chưa, ba lỗ còn luôn như chị Hiền lên 65 nha. Rồi tiếp giùm em luôn dây này có bộ bán nhanh cho mấy bà cha cho nhanh 70. Rồi lên cho em luôn là bò 70 hàng lụa nha. Bò 70. Bò 70 cho em mấy chị, bò 70. Trời ơi một cái set một cái set nè. Một cái set một áo sơ mi mấy chị chứ cái quần nha. Rồi có một cái là chốt giùm em luôn set 80 luôn đi. Set 80 cho em luôn mấy chị, dưới 57kg hai bên có túi nha. Set 80 đi, một set duy nhất thôi. Chị Thanh Nguyễn lên số đi chị. Set 80 dưới 56kg. 65 là gì chút, 65 là cái chút gì nào đó trời ơi. Hàng sale, hàng vô sang sale cuối line nè mấy bà ơi. Tiếp một mã gót xanh sơ mi nữa 85 ngàn nè. Set 80 luôn cho Ngọc Diệu nè. Set 80 Ngọc Diệu dù nha. Rồi dây bò luôn cho Phượng Đoàn nè, khách quen. Tiếp lên một cái mã ngố xanh luôn 85 ngàn. Ngố xanh cho em luôn 85 ngàn với 60kg mấy chị. Một áo sơ mi với một quần ngố đỉnh luôn. Ngố xanh 80 ngàn với 60kg. Thanh Nguyễn đặt hai bộ để số thoại cho em đi chị ơi. Cho nó pha phá cho em các chị. Rồi ai đọc tên thì người đó có đơn nha. Tại vì hàng sale có bộ, bộ không có nhiều đâu ạ. Rồi đây tiếp giùm em luôn mã ngố hồng Thái nha. Sale luôn 65 ngàn. Ngố hồng cho em luôn 65 ngàn mấy chị, cô tâm Thái đỉnh lắm. Đẹp chưa? Ngố hồng cho em luôn 65 ngàn với 57kg. Ba lỗ hết. Ngố hồng cho em luôn 65 ngàn với 57kg. Bực liền cho bà Nhi. Ngố xanh luôn cho chị cô ba miền Tây. Chốt thêm đi đơn nha. Ủa ba lỗ nằm ở 40 ấy nha. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị. Ngố đen. Ngố đen 65 với 57kg. Kim chi em chốt em đi đơn cho chị rồi đó chị. Rồi chốt giùm em luôn là ngố đen nè, ngố đen sale luôn 65 nè. Ngố hồng 65 cho Kim Yến lên số chị, ngố hồng cho bà Tâm nè. Rồi lên ngố đen cho em luôn 65 nè. Giờ vô sang xe hàng bơm nè mấy bà nè. Ngố đen còn hai bộ nè, 65 ngàn nè. Tiếp giùm em luôn là ngố xanh 65 nè, đặt hai cái bất kỳ đi đơn giùm em nha. Rồi lên cho em luôn là ngố xanh nè, ngố xanh 65 với 57kg nè. Ngố xanh 65 với 57kg. Vải cực mát. Rồi ngố đen ngố xanh cho em đi mấy chị ơi. Còn 4 bộ nè. Khổ quá mà. Cái bộ đang may mà nãy tôi chốt cho cái bạn danh đặng gì ở dưới kia cái bịch mà tôi chốt cho. Nên nè.
này cho bà cũng được. Xích kẹp hả? Có, mua kẹp gì, mua kẹp gì? Ba mua kẹp gì? Bột cái này vô lại giùm chị đi. Chị mua kẹp gì vậy? Lấy cho chị lóc kẹp gần cua đi, với lại kẹp vàng. Với lại gì nó tăng tay nghe lại đây, chợ hàng hot về không? Rồi tiếp cho em luôn đó chị, mà Thái nè. Rồi lên cho em luôn Thái 60 đi, có bộ à. Chị kiếm yến hơn số đi chị. Rồi Thái cho em luôn 60. Đặt luôn hai cái đi luôn giùm em đó chị. Thái 60. Thái 60 cho em. Ba lỗ 65 muốn ba lỗ em hết rồi chị. Rồi lên cho em luôn xếp nè, bữa nay xe luôn 80 đi có bộ à. Rồi xếp cho em luôn 80 với chị với 57 kg. Trời ơi xếp ba video này đỉnh chưa? Dễ thương lắm. Vớ xanh luôn cho Trần Anh 65. Rồi lên cho em luôn xếp 80. Rồi xếp này đúng chắc luôn. Xếp 80 với 57 kg. Thái Hồng, Thái Hồng 60 Như Quỳnh. Như Quỳnh này ghé lấy em. Kẹp 4 món là kẹp nào ta? Rồi cái này chốt giùm em luôn ngố đen 65. Rồi lên cho em luôn mấy chị ơi, ngố đen 65 có một bộ thôi à, dưới 57 kg. Ngố đen 65 với 57 kg nó nằm chớ. Ngố đen 65. Đặt đơn hai sản phẩm bất kỳ cho bà Nhi đi đơn với nha. Rồi ơi ngố sơ mi nữa nè. Rồi lên cho em luôn mấy chị ơi, ngố sơ mi nữa nè mấy chị, ngố lên cho em luôn là ngố trắng 85. Ngố trắng cho em luôn 85 mấy chị, dưới 60 kg ha. Một áo sơ mi cái quần ngố đỉnh luôn. Lên cho em luôn là ngố trắng 85. Ngố trắng 85 một bộ thôi, không có nhiều mấy chị, tại hàng sale không có hàng bộ thứ hai đâu. Nên là mấy chị ha, lấy hàng chốt nhanh nhanh nha. Coi cái cục nào mà có mấy cái bộ đùi ra luôn chị phát đi. Hôm nay coi có đùi giờ nào không, bé không biết đâu. Trang Phượng còn biết chưa mà em. Rồi ngố ngang luôn cho chị à, Đào Nguyễn. Trời ơi tiếp cho em luôn ngố xanh đi mấy chị, 65 luôn. Ngố xanh cho em luôn 65 luôn mấy chị, này hàng cô Tông Thái nha. Ê mày xin cái điện thoại chị Đào Nguyễn, phải đặt ba hộp cổ tay với kia không? Tại trong đây nó có hai đơn tên Đào Nguyễn. Hả? Rồi cái này chốt giùm em luôn nè, ngố xanh 65 ngàn luôn. Bãi bên em đẹp lắm mọi người ơi, yên tâm đi, ngố xanh 65. Cái này là khách quen hả? Rồi cái này chốt giùm em luôn là ngố hồng nè, 65 nè. Ngố hồng cho em luôn 65 á chị. Hàng này mà em sale xuống thì chỉ còn một hai bộ, không có nhiều đâu. Mấy chị coi chắc vải này phôm nè. Phôm là phôm rộng, phôm đẹp hết á, không phải như cái hàng ngố mà ôm ôm trong người đâu. Ngố này là phôm giống quần, và quần là mặc ôm vô mấy chị. Đấy. Ngố trắng 65 mấy chị, chiều ca số điện thoại giùm em nè. Đặt đơn hai cái thì đơn giùm em nha tình yêu nhé. Rồi lên cho em luôn ngố hồng nè. Ngố hồng cho Tâm Bảo nè, 65 nè. Nguyên cái bộ ngố 65 ngàn, trời ơi tính ra có 33 ngàn cái áo, cái quần quá rẻ luôn á. Đấy, còn cái gì em sale đại đại cho mấy chị vậy ha. Diệu Ca Nguyễn lên số đi chị. Rồi cái này chốt giùm em luôn là ngố đẹp đi hè. Rồi lên cho em luôn ngố đẹp 65 ngàn có bộ thôi. Lên cho em luôn là ngố đẹp 65 nè một bộ à. Ngố đẹp cho em luôn 65. Ngố đẹp 65. Rồi lên cho em luôn xếp kẹp tầm cua. Rồi lên cho em luôn xếp kẹp tầm cua như Nhi đang xài với mấy chị nha. 12 cây mà có 35 ngàn thôi, mua về để dành xài. Bữa nay dịch ôm rồi ít đi chợ lại, mấy chị mua lần về xài luôn. Ngố hồng hết rồi em ơi. Cái mã đó là chị chốt ngố đẹp đó, ai lấy thì chốt. Ngố đẹp luôn cho Võ Kiều Văn 65. Lên cho em luôn xếp kẹp 12 cây có 35 ngàn thôi. Xếp kẹp 12 cây 35 ngàn cho em nhé. Rồi lên Thái nữa cho mấy bà này. Adidas Thái thể thao hai bên có túi luôn. Ủa chị là dồn đơn hồi bữa sáng Phượng Điện mà kêu dồn đó. Chị Diệu Ca Nguyễn lên số đi chị. Xuất sắc luôn. Rồi lên cho em luôn là Thái xanh mấy chị. Thái xanh em xem mấy chị luôn 60 ngàn với 60 kg. Hai bên có túi này đỉnh lắm. Thái xanh cho em luôn 60 ngàn với 60 kg. Trời ơi chắc phải nó siêu mềm mịn luôn á mấy chị. Có túi nữa. Ngố xanh 60 thôi, dưới 60 kg. Ngố ngoài gì nữa, ngố đẹp hết rồi chị ơi. Ngố đẹp hết rồi, hết rồi. Xích kẹp 35 ngàn cho chị Phượng Đoàn này.
Thái Xanh. Thái Xanh là cho chị Đào Nguyễn nè. Đào Nguyễn này là bên khách quen nè. Rồi cái này chốt giùm em luôn là Thái Thái Vàng nè. Thái Vàng cho em luôn mấy chị, 60 ngàn đỉnh lắm. Cái này hai bên có túi nữa nè. Túi cực kỳ sâu cho mấy chị luôn. Rồi Thái Vàng cho em luôn 60 ngàn thôi. Trời ơi bá cháy bà chết. Thái Vàng 60. Thái Vàng cho em luôn 60 ngàn 60kg. Bộ này mặc cực mát luôn nha. À lấy xích kẹp thì chốt mấy chị. Xích kẹp 12 cây mà có 35 ngàn. Bình thường mấy chị mua 5 ngàn một cây đúng không? Là cái này là hết 65 ngàn 70 ngàn nè. Mà giờ em xem mấy chị có bao nhiêu. 35 ngàn một set 12 cây quá rẻ. Tràng Mai một set 35 nè. Xíu nó gọi chốt theo ai đơn nhiều mới chưa làm kịp em. Xem cây uống tóc với lại cây vũ cho chị luôn đi. Rồi set kẹp với chị Hăng Ngọc nè. Sao phòng trọ một cái cho Hăng Ngọc nè. Thích tấm cắn nó nãy chốt thì chốt đi còn hả. Thái Xanh còn nha chị Nguyễn Ngọc Nhi ơi. Thái Xanh em còn. Thái Xanh, Thái Vàng, Thái Đỏ nè. Rồi mã này em xem với chị luôn 60 ngàn nha. Mặc bao đẹp luôn, mắt rụi à. Vải siêu mềm mịn luôn, hai bên có túi nha. Rồi lên cho em luôn là Thái Đỏ nè, 60 nè. Thái Đỏ 60 chứ 60kg. Thái Xanh 60 cho Ken Bi nè. Thái Xanh, Thái Đỏ, Thái Vàng, chị nào lấy chốt đi, còn 3 cái là hết rồi. Rồi lấy Thái Xanh đúng không, cho chị Nguyễn Ngọc Nhi ghé lấy nè. Con Ngọc Nhi có đơn thì bỏ qua bên kia đi ghé. Rồi cho chị xích kẹp rằng rồi chị Trần Anh xích kẹp 35 nè. Thái Xanh Nguyễn Ngọc Nhi rồi. Ai lấy xích kẹp đi đang xài chốt đây, chỗ nó rẻ bèo ấy. Thái Đỏ Võ Kiều Văn nè 60 nè. Rồi em còn Thái Vàng, Thái Đỏ, Thái Xanh nha, 4 bộ nữa là hết nè. Chị nào lấy chốt đây luôn 60. Xích kẹp thì lấy thêm nha, 12 cây có 35 ngàn thôi. Rồi lên cho em luôn là xích ngọc nè. Rồi cái này chốt giùm em luôn xích ngọc nè. Một kẹp nè. Hai kẹp nè. Thái Đỏ luôn cho Phượng Đoàn dùng đơn này. Rồi ba kẹp nè. Với lại hai cái cột tóc nè. Chốt giùm em luôn xích ngọc 40 nha. Xích ngọc cho em luôn 40 mấy chị. Cái gì vậy? Rồi lên cho em luôn là xích ngọc 40. Một xà phòng cạo luôn cho Hồng Thắm ghé nè. Cái này là cái gì? Diệu Ca Nguyễn. Diệu Ca Nguyễn á, cái set sơ mi trắng tấm lông lên số họ đi chị. Rồi set ngọc cho em luôn 40.000 năm cái. Set ngọc 40.000 năm cái giùm em, set ngọc đỉnh quá trời rồi. Thấy vàng luôn cho Mi Vi Phạm về 60 kìa. Set ngọc này đỉnh lắm. Rồi em còn Thái Xanh hai bộ nữa là hết luôn nè, chế nào lấy bột cho em nhé. Rồi Thái Xanh cho em luôn 60 ngàn mấy chị, hai bộ nó là hết rồi nè. Vải nó mịn đông mà mấy chị, mà hai bên có túi nữa. Rồi lên cho em luôn là Thái Xanh nha. Thái Xanh 60 ngàn với 60kg, hai bên có túi. Thế Ngọc 40 cho Phượng Đoàn nè. Thái Xanh cho Trần Anh ok chị nè. Rồi y tế nhỏ mấy chị 100 ngàn 3 hộp. Từ 6 giờ đến 10 tuổi nha mấy chị ha. Chuẩn bị con em mà đi học rồi mua về cho con mình đi học. Y tế nhỏ 100 ngàn 3 hộp. Từ 6 cho đến 10 tuổi. Y tế nhỏ. Lấy xích ngọc chốt nha. Xích ngọc cho Hăng Ngọc. Rồi lên cho em luôn máy uống mấy chị nha. Máy uống loại to 75 ngàn. Máy uống giùm em luôn 75 ngàn. Rồi máy dũi cho em luôn 55 ngàn. Chị nào lấy chốt. Mình đi đâu mình ăn mình làm. Mình làm. Xích Hăng Ngọc này. Đập thể em hết rồi. Rồi lên cho em luôn mấy chị. Máy uống 75 và máy dũi 55 nha. Chị nào lấy chốt thấy vàng hả. Bên kia còn thấy vàng đúng không? Vàng với đỏ kìa đúng không? Rồi lấy Thái Vàng còn nha chị ơi. Xích ngọc luôn nha chị Thanh Phượng. Diệu Ca Nguyễn rồi bên em không thấy số điện thoại chị luôn nghe ảnh rồi ta. Chị lên lại giùm em xíu nha. Không xích ngọc rồi đây. 51 luôn kìa, xích ngọc luôn cho Mimi Phạm. 23 xếp lại đây, 3 xếp thôi. Rồi Lâm Thái Vàng chị Thanh Vũ thì lên lấy một chỗ nha chị. Lăng Mỹ 60 cho em luôn mấy chị. Đặc biệt là không ra mồ hôi nách cho mấy chị nha. Và thơm nách cho mấy chị. Lăng Mỹ 60 cho Tiểu Quỳnh nè. Quá rẻ. Nè, hai xế này chốt đi nè. Lăng Mỹ xài thích lắm mấy chị. Em không cần phải giới thiệu thêm cái sản phẩm nữa. Em có mặt luôn. Rồi chốt giùm em luôn là Thái Vàng còn nè 60 nè. Thái Vàng cho em luôn 60 ngàn với 60kg ha. Trời ơi đỉnh quá trời đỉnh luôn á, thật sự. Vải mát lắm. Thái Vàng, Thái Đỏ, Thái Xanh chị nào lấy chốt. Like xong thì có nhân viên gọi điện chốt đơn như bạn ơi. Rồi
tiếp cho em luôn mấy chị. Rồi, sữa rửa mặt trà xanh cho em luôn 50 ngàn. Sữa rửa mặt hàng cho em luôn 50, chị nào lấy chốt ha. Sữa rửa mặt trà xanh 50 mấy chị, sữa rửa mặt hàng giùm em luôn 50, chị nào lấy chốt nè. Lân Mỹ 60 cho chị Thảo Nguyên nè. Cho chị một hộp ba lê nè. Thái Vàng 60, Thanh Vũ, Thí Lê ghé lấy nè. Sữa rửa mặt trà xanh trà cực thích luôn, còn sữa mặt hàng là nó có hộp massage cho mấy chị nữa. Rồi, xe mấy chị đồng giá 50 ngàn luôn. Lấy hộp 3D này đây. Đào Nguyễn Lê rồi, em đặt hai chai Lân Mỹ. Chưa gọi chốt hả? Ghi thêm cho Đào Nguyễn hai chai Lân Mỹ khách quen vô. Rồi, một cái siêu phẩm mà nó cute mà nó dễ thương mà nhà nhà nào cũng cần nè. Rồi, chốt giùm em luôn đèn ngủ con vịt, đèn ngủ cảm ứng. Sáng là tự tắt mà tối là tự sáng. Ok chưa mấy bà ơi? Lên cho em luôn đèn ngủ. Tối là tự sáng, còn sáng nữa tự tắt. Thì mấy chị không cần phải nhớ mà tắt bóng đèn ngủ ha. Đèn cảm ứng 35 ngàn cho em. Đèn cảm ứng 35 ngàn cho em. Rồi, lên mấy chị luôn khẩu trang 3D mấy chị hàng nhập xem mấy chị 39 ngàn một hộp. Khẩu trang 3D 39 ngàn một hộp cho em. Ở cho xin các khẩu trang mà. Khẩu trang 3D 39 ngàn một hộp. Một hộp 50 cái mấy chị. Mua cho em 10 hộp em tính sỉ lại cho mấy chị 35 ngàn. Chị nào lấy khẩu trang 3D thì chốt nha. Một hộp 50 cái mà chỉ có 39 ngàn thôi. Đeo nhất cách luôn, chụp hình nó cũng đẹp nữa mấy bà ơi. Ai lấy khẩu trang 3D thì chốt liền cho bà Nhi nha. Trời ơi đeo sướng lắm. Nói chung là cái này là bán hoài luôn đó mấy chị. 39 ngàn một hộp thì em nói thiệt với mấy chị là giá giá siêu ưu đãi luôn. Giá mà không may bán luôn. Thiệt sự luôn á. Khẩu trang 3D hàng Nhật giùm em. Một hộp 50 cái 39 ngàn. Rồi 3D cho Thanh Nguyễn dồn đơn. Quá rẻ luôn á. 3D mà bán mấy chị có 39 ngàn một hộp mà 50 cái thì thôi. Chẳng ai bán luôn. Thấy đỏ này chị Thanh Văn ơi, thấy đỏ đây chị ơi. Thấy đỏ 60 nè tình yêu ơi. Bộ này hai bên có túi luôn nha. Rất là đỉnh. Đấy. Chốt 3D về mang mấy chị đi đâu chụp hình nó cũng đẹp với em nó thật luôn á. 3D luôn chị Thảo Nguyên. Ok chị, tiếp lên siêu phẩm. Rồi đây cái bộ dâu này cho mấy chị đi. Đây bộ hồng này cho nhóc kem này ghé lấy mình chị ta. Lân Mỹ 60 cho Tiêu á. Đặt đơn hai sản phẩm bất kỳ cho bà Nhi đi đơn nha, mua gì tùm lum tùm la lên cho em nhiều màng lắm. Bảy lần. Rồi 3D cho chị Diệu Ca. Rồi lên cái bộ này cho mấy chị luôn ha, tiểu thư 75 ngàn nguyên bộ dài. Chốt giùm em luôn là xanh 75 mấy chị với 55kg nè. Rồi xanh cho em luôn 75 với 55kg nha, chị nào lấy xanh chút xanh nè. Nguyên bộ tiểu thư dài luôn. Rồi xanh cho em luôn 75 ngàn nè. Xanh 75 màu đỏ nè. Màu đen nè. Màu vàng nè, màu hồng cho em luôn nè 75 ngàn nè. 3D Trà My Lân Mỹ 60 cho Phong Nguyễn, lên lại số điện thoại giùm em chị ơi. Rồi ai lấy bộ tiểu thư này chốt. Tiểu thư này xe 75 ngàn nha. Xe 75 ngàn cho mấy bà thôi. Không, 75 cho Tiểu Quỳnh nè, cái này còn mấy bộ à. Trời ơi vàng đẹp chưa, nguyên bộ dài luôn 75 ngàn. Rồi lấy vàng 75, chút vàng 75 giùm em đi, nguyên bộ dài luôn á. Màu vàng, màu đen, màu đỏ, màu xanh nè 75 ngàn. Ai lấy chốt nha, bộ này 75 ngàn thôi. 3D em một hộp 50 cái có 39 ngàn rồi em ơi. Rồi lên luôn y tế 100 ngàn 4 hộp nè. Màu xám, màu trắng và màu xanh nhé. Y tế 100 ngàn 4 hộp. Màu xanh, màu xám và màu xanh, màu xám với màu trắng. 100 ngàn 4 hộp của trang y tế. Rồi quá xá rẻ luôn ha. Rồi lên một mã kéo siêu bán bên em luôn các chị. Kéo bán không rỉ nha 55 ngàn. Kéo bán không rỉ cho em luôn 55 ngàn. Ai lấy mã kéo chút mã kéo nè. Có chứ, có một đơn trừ cho bà rồi đó. Có một đơn trừ rồi. Bà không biết đơn nào thôi. Tiểu Quỳnh. Ờ bữa hôm bé nó kêu trừ đơn nào đó. Tiểu thư 42kg vừa chị. Đang ngủ 35 cho Thanh Vũ Thí Lê ghé máy. Rồi lên cho em luôn cái chị. Mặt nạ cừu 5 ngàn một miếng. Mặt nạ cừu cho em luôn 5 ngàn một miếng. Ai lấy mặt nạ cừu thì chốt nhé. Mặt nạ cừu 5 ngàn một miếng đó chị.
Một hộp á, một hộp 50 miếng là 199 ngàn. Mấy chị lợi được 10 miếng khi mua hộp nhé. Sáng mua sọn á. Rồi mặt nạ cừu 5 ngàn một miếng. Chốt đơn đi Bình Dương luôn hả? Thanh Vũ Thí Lê. Thanh Vũ Thí Lê ghi số điện thoại vô. Xanh đầu 75 cho bé Hòa ghé nè. Thanh Vũ Thí Lê cái gì kia kìa, nãy dục qua ghé chị đọc lộn quá, lấy qua lại đây. Lăng Mỹ 60 cho chị Trần Mai. Nạ cừu 5 ngàn một miếng, lấy nạ cừu chút Ngọc Cường nhé. 5 ngàn một miếng nạ cừu. Ôi cái hộp chỉ hơi bị cua te dễ thương luôn, tiện lợi. Hộp chỉ cho em luôn 45 ngàn một hộp. Hộp chỉ cho em luôn 45 ngàn một hộp. Chị nào lấy hộp chỉ, cái hộp chỉ nhá. Cái gì vậy? Cái thùng kia, cắt cái thùng bự luôn nha con. Rồi cái này chốt giùm em luôn. Không. Ừ, lấy hết thùng đi là đây. Rồi lên cho em luôn khẩu trang KS94. Vậy là còn có đơn nào nữa đó, để coi thử đã mà ơi, chưa tới mà, chưa hết mà. Đó, mình giống người bên này quá rồi. Ra bắt qua xanh đầu 75 này cho chị Mai Trinh. Rồi lên cho em luôn khẩu trang KS94 mấy chị. Khẩu trang KS94 một set 50 cái nha mấy chị ha. Em bán chị luôn 85 ngàn. Cái khẩu trang KS94 này bên em có màu trắng với màu xám. Một hộp 50 cái mấy chị 85 ngàn nha. Rồi lấy khẩu trang KS94 thì chú. Một hộp 50 cái mấy chị 85 ngàn. Rồi một chai xịt 40 luôn cho chị Đào Nguyễn này đi. Rồi lên cho em luôn mấy chị kem cao quanh. Kem cao quanh cho em luôn nha. Này chị chị nám trắng da và trị mụn nha mấy chị ha. Vừa có kem vừa có serum cho em luôn. Lên cho em luôn là kem Thái kèm số điện thoại. Kem Thái kèm số điện thoại giùm em luôn mấy chị. Chị trị nám, trị mụn và trắng da. Ai lấy chốt. Rồi. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị dầu xăm 25.000 một chai, bên em bán là chai sành cho mấy chị nha. Dầu xăm 25.000 một chai. Ai lấy dầu xăm chốt giùm em luôn, dầu xăm 25.000 một chai. Quá rẻ luôn. Thơm vậy. Dầu xăm 25.000 một chai. Lăng Mỹ chế nào vào sau thì chốt Lăng Mỹ giùm em nha, 60.000. Lăng Mỹ cho em luôn 60, ai lấy Lăng Mỹ chốt thêm. Đặc trị ra hôi nách. Ra mồ hôi nách cho mấy chị luôn 60.000. Con có mã gội cái mà gội dầu uống con với kem Thái có 65.000 thôi chị ơi. Rồi lên cho em luôn á chị ơi, sữa tắm Coco cực kỳ thơm luôn. Sữa tắm Coco giùm em luôn á chị, 400ml nha, 55.000 một chai sữa tắm. Sữa tắm Coco giùm em luôn, 55.000 một chai sữa tắm giùm em luôn, thơm má ơi luôn. Sữa tắm 55.000 một chai, chị nào lấy chốt. Thơm lắm. Đúng rồi ha. Chị Mai Trinh lên số đi chị. Rồi tẩy tế bào chết da mặt cho em luôn 50. Tẩy tế bào chết body cho em luôn 50. Chị nào lấy chốt nha. Rồi kem Thái người ta bán 95 ngàn. Em bán với chị luôn 65 ngàn đi, còn vài hộp à. À lấy kem Thái chứ giùm em luôn kem Thái 65 ngàn nha. Trắng da trị mụn trị nám cho mấy bà luôn, xài thích lắm, vừa có serum dưỡng nữa. Tẩy tế bào chết da mặt 50, tẩy tế bào chết body 50. Chị nào lấy chốt nè. Sữa tắm 55 cho Trà My. Rồi lên cho mấy chị luôn ha, bánh mít. Rồi lên cho em luôn bánh mít mấy chị, một thùng 1kg cho em luôn 130 ngàn. Trời ơi nó ngon nó thèm luôn mấy bảo. Rồi lên cho em luôn bánh mít mấy chị, một thùng 1kg cho em luôn 130 ngàn. Tuyệt vời. Lăng Mỹ 60 cho Trần Anh. Rồi quá trời bánh luôn mấy chị, ngon quá à. Sô-cô-la. Rồi trời ơi, rồi trời ơi. Khôi môn. Chuối, trứng. Trứng tan chảy. Bánh gấu. Thơm chưa? Rồi lên cho em luôn bánh mít một thùng 1kg 130 ngàn cho em nha. Bánh mít một thùng 1kg 130 ngàn. Sữa tắm cho Xuân Trần. Da mặt luôn cho Thảo Nguyễn. Ai lấy bánh mít chút bánh mít liền cho em á chị, mua về để dành ăn ngon lắm. Sáng sớm có đi vội đi làm mấy chị quất một cái một cái bánh này xong rồi mấy chị uống một bịch sữa là uống miếng nước đã non. Khẩu trang 3D cho Phượng Ngô chút thêm giùm em nhé.
giá này cho ông Phượng lắm. Rồi bánh mít 130.000 một ký. Trời ơi, một thùng ăn bá cháy và chát luôn mấy má. Rồi lên cho em luôn bánh gấu. Bánh gấu cho em luôn một thùng một ký 101. Bánh gấu trà bông ăn là mê cái này cho em luôn á. Sữa tắm Coco sách ngọc cho thế kim. Cái kem Thái em đang sale á, nên là mấy chị mua đấy, mấy chị mua luôn vài hộp về để dành xài. Kem Thái cho anh Nguyễn. Trời ơi, cái bánh gấu thì ngon quá à. Rồi một xích kem 65 cho chị Thảo V Nguyễn Thị. Rồi lên cho em mấy chị ơi, xinh quá, ngon lắm. Bánh gấu trà bông, một thùng một ký 101. Mua về để dành ăn mấy chị ngon lắm. Bánh mít một thùng một ký 130. Chị nào lấy chốt cho em nha. Bên kia kìa. Bánh gấu qua một ký luôn cho chị Trà My. Rồi lên một siêu phẩm giùm em luôn. Cái cây live stream, cái cây học online, cái cây coi phim, cái cây hát karaoke, cái cây gì đó thì cũng được mấy chị ưng xài gì xài. Cây điện thoại cho em luôn 50.000 một cây. Cây điện thoại cho em luôn 50.000 một cây. Chị nào lấy chốt nha. Rồi lên cho em luôn một siêu phẩm mấy bà ơi. Cho mấy miễn hả? Rồi lên cho em luôn gội bồ kết sả chanh hoa bưởi. Trị gấu, trị nấm, trị gầu, trị ngứa giùm em luôn một hộp 50.000. Ha. Bánh gấu 101 cho chị Mai Trinh. Cây điện thoại luôn cho Bella Thị. Hai kem Thái cho chị Ngọc Châu. Ha. Rồi lên cho em luôn gội bồ kết sả chanh hoa bưởi mấy chị, trị nấm, trị gầu, trị ngứa có 50.000 một chai thôi. Rồi lên cho em luôn ủ dừa. Trời ơi, ủ dừa siêu mềm mực tóc cho mấy bà luôn, 65.000 một ủ. Ủ dừa 65.000 một ủ. Em bỏ cái xích kẹp sát cho Trâm chị đi, Phượng đi qua đây nãy nó đặt phát là gãy liền. Đó, người ta đặt rồi bỏ qua. Bỏ cái này qua, cái chai kìa. Bỏ cái chai kia qua bên kia, người ta đặt rồi. Rồi, thùng bánh 130 dùng đơn Thu Linh đó nha chị. Thu Linh nào đó nhỉ? Thu Linh ghé lấy rồi em ơi, Thu Linh ghé lấy đúng không? Đúng không? Rồi ủ dừa 65 mấy chị gọi 50, gọi bột chén 50, chị nào lấy chốt ha. Chị Mai Trinh lên số đi chị. Mày có đơn rồi mà. Mai Trinh nãy đặt cái gì rồi đó thôi. Lấy con cái hộp này đi mà. Rồi lên cho em luôn mấy chị ơi. Mầm tăng vòng 1 cho em luôn mấy chị, một hộp nửa ký 55 nè. Rồi lên cho em luôn mầm mấy chị. Mầm tăng vòng 1, đẹp da, tốt đường tiêu hóa, một hộp nửa ký 55.000, mua hai hộp là 100.000. Chị ăn mấy là cái gì vậy? Chị gì luôn. Hả? Cái 40 là cái gì? Chị ngọc. Rồi lên nghệ cho em luôn. Đây nha, một hộp nửa ký của nó là ngon lắm. Rồi lên cho em luôn hộp nghệ. Một hộp nửa ký cho em luôn 55.000. Ngon mấy ơi. Em nói với chị hộp nghệ này, đau tử nè, ở chua nè, đẹp da nè. Rồi trị ung thư nè. Ý là chống ung thư nha mấy chị ha. Rồi hả, giúp giảm cân này, lưu thông này, lọc máu nè. Trời ơi, nóng ngang, nóng đồ, đồ thải độc, rồi lùm lum tùm lái trơn mấy bà ơi. Nghệ với mật ong nữa mấy chị biết nó tốt cỡ nào à. Một hộp nữa ký 55.000. Mua hai hộp em tính cho 100.000. Mua combo về ăn đi ngon lắm. Thôi mê luôn á. Ăn ngon lắm mấy bà. Ăn thử đi. Thu Linh mua lên cái lấy em. Một ký bánh mít. Một thùng một ký mà ở quay lộn. Lộn. Một hộp nửa ký 55.000, mua hai hộp thì 100.000. Rồi lên cho em luôn có hộp màu này. Hộp màu. Cái gì chị? Gửi đồ gì đặt cho bé bán gần nhà chị. Giờ là bé bán nào? Bây giờ là ba bé bán. Bây giờ là bé bán nào mới được chứ? Rồi cái này chốt giùm em luôn á chị. Bản màu 150 chi tiết cho em. Rồi cái này chốt giùm em luôn. Bản màu với chị 150 chi tiết. Em xem với chị luôn 79.000. Lên cho em luôn hộp màu cho con mình đi học này. Trời, hộp màu này thích lắm.
Hộp màu giùm em 150 chi tiết nha, có 79 ngàn thôi. Không, hồi xưa đi học. Ai lấy hộp màu chứ hộp màu ha. Hộp màu này mới về lại hôm qua kia không có hàng đâu. Rồi lên cho em luôn lẫn môn. Lẫn môn bao nhiêu đây mấy chị, bán mấy chị luôn 55.000 đi. Lẫn môn 55.000 mấy chị dưới 56kg nha. Lẫn môn cho em luôn 55.000 dưới 56kg nè. Lẫn môn mấy chị 55.000 dưới 56kg. Lẫn vàng nè. Lẫn xanh đậu nè. Lẫn hồng. Lẫn xanh dương. Rồi cái này chốt dùm em luôn là lẫn nu mấy chị 55.000 dưới 56kg nha. Ái lẫn chút lẫn giùm em. Rồi ai lấy lẫn nu chút giùm em luôn lẫn nu. Lẫn nu cho em luôn 55.000 mấy chị với 57kg nha. Ai lấy lẫn nu chút lẫn nu nè. Mặt nhà. Lẫn nu mặt nhà. Rồi lẫn nu này, lẫn vàng, lẫn xanh dương này, lẫn hồng. Lẫn xanh đậu và lẫn vàng cho em nha. Này chốt. Trà mi hình như gấu đó. Rồi chị nào lấy bộ lẫn này chốt. Ủa mấy chị đặt cái gì không mà xem lại chị đâu im hết trơn người ta. Rồi chốt giùm em luôn là đen 55. Rồi đen cho em luôn 55.000, chị nào lấy chốt ha. Đen 55 mấy chị, 55kg. Chị cứ bánh nấu luôn thì chị Kiều Tiên kìa. Chị Kiều Tiên này chị gái lái không ta? Kiều Tiên này chị gái lái không anh? Rồi này chốt giùm em luôn là đen 55. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị Hồng. Hồng cho em luôn 52.000 này, dưới 60kg nè. Hồng 52 mấy chị dưới 60kg. Hồng 52 dưới 60kg. Rồi cái này chốt giùm em luôn là đen 52 với chị dưới 60kg nha. Sẽ like phía dưới nè. Đen 52 với chị dưới 60kg nè. Hộp màu xuân trần rồi chị. Đen 52 dưới 60kg. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị ơi, trắng nè. Rồi trắng cho em luôn mấy chị 52.000 ha, dưới 60kg nha. Chị nào lấy trắng chút trắng nè. Trắng 52 với 60kg nè. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị ơi, đỏ nè. Bồi luộc con bò nha, đỏ cho em luôn 89.000. Đỏ cho em luôn 89.000 mấy chị dưới 60kg ha. Chị nào lấy chốt nè.
đỏ 89 với 60 kg của chị lụa bò. Đỏ 89 với 60 kg. Chiều tuyền ghép. Rồi tiếp giùm em luôn đó chị ơi, xanh. Xanh cho em luôn 89 đang ngâm lông cho Khánh Ngọc. Bây giờ á. Rồi xanh cho em luôn 89 nha mấy chị, dưới 60 kg ha. Xanh 89 với 60 kg ha, nó xanh chút xanh. Bộ này lụa mặt đẹp lắm mấy chị ơi, cực mát. Rồi đen cho em luôn ha. Rồi đen cho em luôn mấy chị, đen là đen 69. Á, à, đen 89. Đen 89 với 60 kg, chị nào có đen chút đen. Đen 89 với 60 kg, đen đỏ xanh nha. Đen đỏ xanh. Rồi đen cho em luôn mã cốc. Rồi cốc thủy tinh này cho em luôn mấy chị, cốc thủy tinh này. Cái này nó có mini mấy chị, nên nó có nắp đậy nè. Rồi nó có ống hút cho mấy chị nữa ha, 40.000. Rồi 40.000 mã cốc giùm em luôn, chị nào lấy chốt nè. Cốc 40. Có nắp đậy, có ống hút. Rồi cốc cho em luôn 40, chị nào lấy chốt nè. Cốc 40. Cốc thủy tinh 40 nha. Rồi ủ tóc collagen này cho em luôn mấy chị 50.000. Hộp màu 79 thì chị thấm đoan tiêu góp một thùng bánh gói chị tiêu góp. Rồi lên cho em luôn mấy chị. Rồi ủ tóc collagen giùm em luôn 50. Ủ tóc collagen cho em luôn 50. Đấy, trong đây một bộ rồi đừng. Ê, kiếm cho chị một cái bộ gấu màu xám nữa. Áo cánh xám màu đùi nữa trong đây nè. Đông bụng qua chị lấy rồi mà, chị lấy rồi mà. Rồi cái này chốt giùm em luôn gấu thái mấy chị, gấu thái này cho em luôn ha. Rồi cái này chốt giùm. Cái này chốt giùm em luôn gấu thái mấy chị ơi, 60.000. Gấu thái này cho em luôn 60. Bộ đang mang là chị 70.000. Rồi gấu thái này cho em luôn 60 thôi. Rồi tiếp giùm em luôn mấy chị ơi, ngố đen nè, ngố đen cho em luôn 65.000 còn bộ nè. Rồi đen cho em luôn ngố đen 65. Ngố đen cho em luôn 65 nha. Ngố đen cho em luôn 65 mấy chị, ngố đen 65. Dưới 57kg nha. Trời ơi, ngố hồng sexy đẹp chưa mấy chị ơi, sẽ lưng phía sau nè. Rồi lên cho em luôn là ngố hồng mấy chị. Ngố hồng cho em luôn 65.000 với 57kg nè. À đấy, ngố hồng chốt ngố hồng. Ngố hồng 65 với 57kg. Rồi cái này chốt cho em. Cái bộ gấu xám ở trong đây nè, chưa kiếm ha. Giống cái bộ mới vụt con gấu đó, một cái áo màu xám nha. Rồi cái này, cái này chốt giùm em luôn nè mấy chị. Áo nha, trắng 55.000 dưới 60kg nè. Đen 55.000 dưới 60kg, chị nào lấy chốt nè. Cái quần màu xám rồi, áo màu trắng rồi. Rồi lên cho em luôn áo này đi mấy chị đẹp. Trắng 55, đen 55 với 60kg giùm em ha. Bộ đang mang rồi, cái màu đang mang là em hết rồi nha chị. Bộ đang mang còn màu môn 70 nè. Màu gạch nè, màu vàng nè, màu đỏ đô nè. Đâu chưa cái màu đó chị đúng không? Với lại cái này là màu xanh nè. Đó, bộ đang mang em còn mấy màu nè. Bộ đang mang nè chị, màu xanh, màu đô, màu vàng, màu đỏ đô, màu môn. Cái màu đang mang là hết rồi. Rồi cái này
này chốt giùm em luôn xích đen á chị ơi, ba video hôm theo này dễ thương lắm. Rồi đen cho em luôn xích đen á chị, 85.000 thôi luôn đi. Sang cho em luôn 85 đi mấy chị, còn xếp hàng dưới 57kg. Xếp đen 85 với 57kg. Mua như chị Thanh Vũ Thí Lê nè, 70 nè. Rồi cái này chốt giùm em luôn là ngố đen mấy chị, 65.000 với 57kg nè. Rồi ngố đen cho em luôn 65.000 với 57kg. À lấy ngố đen chút giùm em luôn ngố đen. Rồi em nghĩ nha mọi người ơi, chị nào có đơn thì giữ máy cho bên em gọi điện chốt đơn nha. Mấy chị giữ máy cho bên em gọi điện chốt đơn nha.